Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Các quý vị xem kinh văn trang số 35. Ở trong văn kinh, Đức Phật lại tiếp tục bảo với Bồ Tát Vô Tận Ý như thế này: nếu có người cần dùng thân của các tỷ khiêu, thân của Ưu Bà Tắc, thân của Ưu Bà Di mới có thể độ được, thì Bồ Tát Quan Âm liền hiện thân tỷ khiêu, thân của tỷ khiêu ni, thân của Ưu Bà Tắc, thân của Ưu Bà Di, dùng các thân như thế vì họ mà nói pháp. Ở đây chúng ta thấy rằng là Đức Phật bảo với Bồ Tát Vô Tận Ý rằng ạ, nếu ở thế gian có các thiện nam tín nữ muốn dùng thân tỷ khiêu và thân tỷ khiêu ni, thân của Ưu Bà Tắc và thân của Ưu Bà Di, tức là bốn chúng ở đệ tử của Đức Phật, hai chúng trong này, hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Tỷ khiêu là chỉ cho những người nam giới xuất gia thọ đại giới, tức là thọ 250 giới đó, gọi là các tỷ khiêu. Tỷ khiêu ni tức là người xuất gia thọ đại giới, thọ 348 giới đó, đó gọi là tỷ khiêu ni. Ưu Bà Tắc tức là những Phật tử nam, những nam cư sĩ, những Phật tử nam đã quy y Tam Bảo, gọi là Ưu Bà Tắc. Ưu Bà Di tức là những Phật tử nữ đã quy y Tam Bảo, đó gọi là Ưu Bà Di. Đó chính là bốn chúng đệ tử của Đức Phật, hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Ở đây Đức Phật nói rằng á, nếu có chúng sinh nào cần hiện thân tỷ khiêu, thân của tỷ khiêu ni, thân của Ưu Bà Tắc, thân của Ưu Bà Di mới độ được, thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện các thân đấy vì họ mà nói pháp. Ở trong lịch sử Phật giáo, ở trong sách Cao Tăng Truyện hoặc là Tục Cao Tăng Truyện, chúng ta thấy có khá nhiều những vị cao tăng, những vị thiền sư, những vị đại sư được coi là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Ví dụ như Phật giáo cận đại của Trung Quốc, Ngài Hư Vân Đại Sư được coi là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân cũng được coi là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta thấy vì sao mà các ngài lại được coi là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát? Vì chính ở trong kinh này, Kim Khẩu Đức Bản Sư của chúng ta nói ra, người cần dùng thân của tỷ khiêu mới độ được vô lượng chúng sinh, vô số chúng sinh, thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện ra thân tỷ khiêu để độ cho vô lượng vô số chúng sinh. Ngài có thể trong cùng một thời điểm hiện ra rất nhiều thân hình khác nhau ở cùng một nơi chốn hoặc nhiều nơi chốn khác nhau để độ cho chúng sinh. Đây là cái thần lực của Bồ Tát Quán Thế Âm vậy. Hàng Bồ Tát sơ phát tâm, nhấn đến thất địa Bồ Tát trở xuống, nhấn đến thập địa Bồ Tát trở xuống, không thể làm được điều đó. Chỉ có hàng Đại Bồ Tát, Đẳng Giác, Diệu Giác, Viên Giác như là Quán Thế Âm mới có thể làm được điều đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy không chỉ hiện là thân tỷ khiêu, ở trong lịch sử Phật giáo chúng ta thấy Ngài cũng hiện là gì? Thân của tỷ khiêu ni, tức là những người gì, những người nữ xuất gia thọ đại giới, làm gì, bậc mô phạm cho gì, cho ni chúng nương tựa. Ngài là bậc thầy mô phạm cho gì, cho ni chúng nương tựa vào cái giới đức của Ngài á để tu tập. Vì chúng ta biết mà, nếu mà một vị tỷ khiêu á đến giáo giới cho gì, cho bên ni chúng á, thì có những điều gì nó rất tế nhị, rất khó có thể làm được điều đó.
Vì vậy mà Quán Thế Âm Bồ Tát ngài hiện làm thân tỷ khiêu ni ở trong đó để độ cho các vị tỷ khiêu ni, độ chắc cho các vị thức Swamana và Sajini, cũng như là gì giới Phật tử nữ tại gia, vân vân. Có nghĩa là tùy căn cơ, tùy nhân duyên mà ngài thể hiện ra các thân hình để hóa độ. Ở đây nói rằng gì, cũng có lúc ngài hiện cần hiện là thân của cư sĩ Bà Tắc, tức là nam cư sĩ, thì ngài cũng gì sẽ hiện là thân gì, thân của nam cư sĩ để phổ độ chúng sinh. Hay như Địa Tạng Bồ Tát chẳng hạn, ngài Lý Bình Nam là sư phụ của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hà Không, được coi là gì, hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thấy các ngài, các Bồ Tát, các ngài Đại Bồ Tát, các ngài vì cứu độ chúng sinh cho nên các ngài thường thể hiện rất nhiều các loại thân hình, các loại tướng mạo ở trong các điều kiện, hoàn cảnh, nhân duyên khác nhau để mà phổ độ chúng sinh. Thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng tương tự như vậy, mà đặc biệt là đây trong kinh Đức Phật nói cái điều đó. Rồi cũng có trường hợp gì cần hiện thân là của các vị cư sĩ Yêu Bà Di, tức là vì nữ giới Quy Tam Bảo đó, mà điển hình là gì, là Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta thấy ở đây thì điển hình là Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây chính là gì? Một hóa thân của Đức Quán Thế Âm. Chúng ta thấy ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì Quán Thế Âm Bồ Tát tức là gì? Thân nam tử đại trượng phu tướng, đầy đủ tướng tốt và vẻ đẹp để trang nghiêm thân thể của mình. Nhưng mà ngài thì hiện ra ở thế giới Sa Bà Quái Nam Thiện Bộ Châu chúng ta này để phổ độ chúng sinh. Ngài thì hiện ra một cái tấm thân mà được rất nhiều tăng ni, tín đồ Phật tử Phật giáo Bắc Tông, hay còn gọi là Phật giáo Đại Thừa chúng ta, đặc biệt là Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Triều Tiên, Phật giáo Tây Tạng, những quốc gia đại đa số theo Phật giáo Bắc truyền này đều có gì, có cái lòng tin thật là vững chắc vào Bồ Tát Quán Thế Âm. Đặc biệt là gì? Tin vào một cái tấm thân, một cái hóa thân, nói đúng hơn là tin vào một cái hóa thân của ngài. Đó là gì? Chúng ta hay thấy là gì? Ngài hay mặc một cái xuất hiện với một bộ gì, y phục màu trắng, thì hiện là thân một người gì, một người nữ giới. Các vị xem bộ phim Tây Du Ký đó, thấy không? Chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân nữ giới rất là tướng hảo, trang nghiêm, đẹp đẽ, hiền lành, đức độ, từ bi, trí tuệ, lại còn thần thông diệu dụng nữa, đó, vân vân. Vì sao ngài lại phải thể hiện là một cái thân nữ như vậy? Vì ở đây trong kinh Đức Phật nói người cần hiện là thân gì, Yêu Bà Di, thì ngài hiện là thân gì, cư sĩ Yêu Bà Di mà. Vậy Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là gì? Chữ bạch có nghĩa là trắng, là màu trắng. Chữ y có nghĩa là gì? Là áo. Chữ y có nghĩa là áo. Bạch y có nghĩa là gì? Mặc áo trắng. Mà mặc áo trắng ở đây có nghĩa là gì? Hiện thân cư sĩ. Nhưng cư sĩ ở đây là cư sĩ gì? Cư sĩ nữ. Ở trong kinh Phật gọi là cư sĩ Yêu Bà Di. Cư sĩ Yêu Bà Di. Trong mấy năm gần đây, Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch có cái văn bản chỉ đạo ở trong cái ngành văn hóa của họ, đó là cấm các chùa ở miền Bắc, đặc biệt là các chùa gì có di tích lịch sử văn hóa, không được mang tượng Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát vào gì, vào thờ ở trong gì, trong chùa, không được đem vào để thờ ở trong khuôn viên của chùa. Tôi cũng hỏi một số những vị làm công tác quản lý ngành văn hóa từ cấp huyện trở lên. Có một vài vị cán bộ văn hóa
dẫn chứng và nói rằng á, cái tượng Bạch Y Quán Thế Âm này á, là cái văn hóa tín ngưỡng của gì, của Phật giáo miền Nam, chứ không phải là văn hóa tín ngưỡng của Phật giáo miền Bắc. Trước đây văn hóa tín ngưỡng của Phật giáo miền Bắc không có thờ cái bà này. Đấy, họ gọi là không có thờ cái bà này, tức là gì? Không thờ cái bà Bồ Tát Quán Thế Âm Bạch Y này ấy. Họ nói là cái bà này. Thế họ giải thích rằng đây đấy, đấy có vị ấy còn giải thích là đây là gì? Là Phật giáo gì? Tiểu thừa. Phật giáo miền Bắc chúng ta là Phật giáo Đại thừa, không thờ cái bà Bạch Y Quán Thế Âm này. Mà Phật giáo Đại thừa chỉ thờ gì? Thờ Phật A Di Đà, rồi Tây Phương Tam Thánh ở trong gì? Trong chùa thôi. Trên cao nhất là Tam Thế, rồi đến Tây Phương Tam Thánh, rồi đến Di Đà, rồi đến Thích Ca Tam Thánh, rồi đến Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào Bắc Đẩu và Tòa Cửu Long, rồi hai bên là Đức Ông Đức Thánh Hiền, rồi hai ngài hộ pháp, rồi có đi nữa thì Thập Điện Diêm Vương, vân vân. Cái văn hóa của Phật giáo Đại thừa thì họ cho rằng trước đây chỉ có thờ như thế thôi, và mới chỉ có mấy chục năm gần đây thì Phật giáo tiểu thừa ở trong miền Nam đưa cái bà Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát ra ngoài miền Bắc này, đem vào gì, làm hỏng hết cái cảnh quan, cái di tích của gì, của Phật giáo miền Bắc. Họ giải thích như thế. Chúng ta thấy họ giải thích rất là ấu trĩ, rất là thiếu hiểu biết về gì, về kiến thức Phật học, mà lại đi đòi gì, đòi giảng về kiến thức Phật học cho gì, cho những người chuyên môn nghiên cứu về gì, về Phật học, thậm chí là gì, chuyên tu tập về giáo lý của gì, của đạo Phật. Chẳng khác gì một người khách đến gì, đến để thuyết trình gì, thuyết trình ngôi nhà, thuyết trình cái gì, chân tơ cái tóc trong ngôi nhà cho gì, cho ông chủ nhà đã từng sống gì 70-80 năm ở trong cái ngôi nhà của họ. Thật là tức cười. Chúng ta biết rằng ấy, tín ngưỡng Phật giáo nó cũng thay đổi theo từng điều kiện hoàn cảnh lịch sử của gì, của dân tộc, đất nước, quốc gia ấy. Và đồng thời nó cũng thay đổi cái hình thái gì, tín ngưỡng cũng như thờ phụng theo gì, theo từng cái triều đại lịch sử của quốc gia dân tộc ấy. Chúng ta không thể cứ chấp là gì, Phật giáo miền Bắc trước đây không có thờ Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát ngoài sân, cho nên bây giờ không cho vào. Và Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát là tín ngưỡng thờ của gì? Của miền Nam, chứ không phải là Phật giáo miền Bắc. Thế một lần tôi mới hỏi cái ông cán bộ văn hóa đó gì, theo bác, đất nước Việt Nam của chúng ta, Bắc Nam là một hay là hai? Ông ấy bảo là đương nhiên Bắc Nam là một rồi. Sau 30 tháng 4 năm 1975 thì đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam là một rồi. Thế tôi mới hỏi là vậy Bắc Nam là một thì những cái nét đẹp văn hóa truyền thống của gì, của Phật giáo miền Nam, miền Bắc có thể dùng được không? Và ngược lại, những nét đẹp văn hóa truyền thống của Phật giáo miền Bắc, miền Nam, miền Trung chúng ta có thể dùng được không? Đương nhiên là được. Ở ngoài đời á, từ những nét đẹp văn hóa của nhân dân gì, miền Nam, miền Bắc chúng ta cũng có thể học tập và dùng. Ngược lại, những nét đẹp văn hóa truyền thống của miền Bắc, miền Nam, miền Trung cũng có thể học tập và sử dụng được. Đều ở trong một gì? Một quốc gia này. Đều ở trong một gì? Một cái nền pháp luật này. Đều ở trong một cái nền tảng pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này. Là một người lãnh đạo, anh phải biết làm sao để cho gì, người ta cố kết hòa hợp tôn giáo, người ta ở bên cạnh mình để người ta gì, bảo vệ tổ quốc. Đằng này anh lại đi gì, anh lại đi gì, anh lại đi phân biệt để chia rẽ giữa đây là văn hóa Phật giáo miền Nam không được đem thờ ở gì, ở các chùa chiền miền Bắc.
Tôi thấy cái điều đó là không ổn. Chúng ta biết nếu mà như vậy, miền Nam cách đây mấy chục năm về trước, các vị đại lão hòa thượng ở miền Bắc đem truyền cái văn hóa tư tưởng Phật giáo miền Bắc vào trong miền Nam, điển hình như là chùa gì, chùa Vĩnh Nghiêm, rồi chùa Nam Thiên Nhất Trụ và một số chùa nữa do các bậc tôn túc trưởng lão miền Bắc truyền bá Phật pháp vào đó. Miền Nam họ bảo gì, các hòa thượng các thầy vào trong này gì? Phải theo đúng như văn hóa tín ngưỡng của Phật giáo miền Nam chúng tôi mới cho gì, mới cho sinh hoạt. Có như vậy không? Chắc chắn không. Nếu mà các thầy ở trong miền Nam và những người gì, những người cán bộ ở trong miền Nam họ làm như vậy á, thì bây giờ làm gì có chùa Vĩnh Nghiêm, làm gì có chùa Nam Thiên Nhất Trụ. Chùa Nam Thiên Nhất Trụ trong đó gì, hòa thượng xây cái chùa gì, chùa Một Cột, đem cái bản sắc, cái văn hóa của Phật giáo miền Bắc, đặc biệt là gì, cái ngôi chùa Một Cột vào kiến trúc xây dựng cái chùa, chùa Nam Thiên Nhất Trụ. Tăng ni Phật tử trong miền Nam gì, hoàn toàn ủng hộ. Cái biểu tượng cái chùa gì, chùa Một Cột là cái biểu tượng của Phật giáo thủ đô Hà Nội, tức là biểu tượng của Phật giáo gì, Việt Nam của chúng ta. Nên họ bảo là họ phân biệt, họ bảo là chùa Một Cột ở Hà Nội đem về Hà Nội mà xây dựng, miền Nam chúng tôi thì không chấp nhận, tăng ni Phật tử miền Nam không chấp nhận, chính quyền miền Nam không chấp nhận, thì đất nước của chúng ta sao đây? Cho nên ở đây thì đáng lẽ ra thì tôi không nói đâu, cái nó là nó liên quan tới vấn đề nhạy cảm một chút, nhưng mà nhìn một số những cái cán bộ làm công tác văn hóa có phải có thể nói thì họ thiếu hiểu biết. Cho nên họ mới nói rằng ạ, họ phân biệt rằng ạ, thờ tục thờ Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát là gì, là văn hóa của Phật giáo miền Nam, cho nên không cho đem ra miền Bắc. Cho nên tôi thấy cái câu nói như thế, tôi mới gì, tôi mới hôm nay tôi mới phải nói thôi. Cái này các vị phải biết là cái nguồn gốc sâu sắc của nó, vì sao mà hơn chục năm trước Bộ Văn hóa ra cái văn bản là tạm thời không đem gì các tôn tượng Bạch Y Quán Thế Âm vào thờ các trong gì, các di tích của Phật giáo, đặc biệt là khu vực phía Bắc. Ngày đó thì tôi mới xuất gia, đang đi học trung cấp, tôi được thị giả cố hòa thượng chùa Hương, cũng có gần gũi một số gì các lãnh đạo cấp cao của Đảng, của nhà nước. Tôi cũng thị giả hòa thượng, cố hòa thượng, và được biết gì, vì lý do gì mà Bộ Văn hóa lúc bấy giờ lại có cái văn bản ấy. Lý do làm sao? Cái này nó rất tế nhị trong vấn đề gì, tôn giáo và chính trị. Nhưng mà ở đây thì tôi cũng phải nói về việc nó đã qua rồi thì mình nói lại chẳng chết ai, chẳng hại ai. Đó gì? Đó là cái thời đó một số các tổ chức phản động, nó dùng cái đồng tiền, nó núp trên cái danh nghĩa là gì? Cúng dường các chùa. Họ cúng dường về gì? Hàng nghìn, hàng vài nghìn pho tượng Quán Thế Âm. Rồi cúng tượng rồi lại còn gì? Cho tiền nữa. Để xây thì xây xây lầu Quán Âm. Mỗi chùa gì mà đăng ký mà được thì phải được 20 triệu hoặc triệu cho đến 30 triệu hoặc 50 triệu tùy theo. Ngôi chùa nào thỉnh tượng lớn, làm đài Quán Âm, lầu Quán Âm lớn thì họ cho nhiều. Và sau này nhà nước chúng ta phát hiện ra gì? Đứng đằng sau cái vấn đề cúng dường hàng mấy nghìn pho tượng từ nước ngoài về Việt Nam đó có vấn đề chính trị. Cho nên ấy, mới tạm thời là gì? Ra cái văn bản thì chúng ta tế nhị, không thể ra văn bản ấy được mà phải ra văn bản tế nhị như vậy. Nhưng cho đến bây giờ cái đó nó đã qua rồi, qua từ lâu, khoảng chục năm nay, hơn chục năm nay rồi. Vậy mà vẫn còn có những cái cán bộ thiếu hiểu biết, thiếu nghiên cứu, cho nên cho rằng cái văn hóa đó là văn hóa của gì? Tín ngưỡng Phật giáo miền Nam.
Đó, cho nên cái này tôi nghĩ rằng tới đây Bộ Văn hóa phải có cái chấn chỉnh lại để cho bà con tín đồ Phật tử họ yên tâm, họ tu tập và họ yên tâm, họ thờ kính gì, thờ kính các vị Phật, các vị Bồ Tát ở trong tôn giáo của họ. Chúng ta thấy ở Đà Nẵng, cố bí thư Thành ủy Đà Nẵng, bác Nguyễn Bá Thanh và một số các doanh nghiệp cũng như nhân dân tín đồ Phật tử cho xây một tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm gần 70 mét đứng sừng sững giữa giữa chùa Linh Ứng, giữa trước cửa chùa Linh Ứng. Dân là gì, góp tiền hai bên gì, hai bên bờ sông Hàn góp tiền để xây cái cầu sông Hàn cũ, các hộ gia đình phải góp tiền gì, xin trung ương còn không không được, xin chưa kịp, đất nước nó cũng còn khó khăn, cho nên hai nhân dân gì góp tiền để xây cái cầu nối hai hai cái bờ sông Hàn. Đó, cho nên đó, chúng ta thấy rằng nếu mà bảo là cái mà tượng Quan Âm Bồ Tát là văn hóa miền Nam thì Đà Nẵng là gì? Là miền Trung. Tại sao lại gì? Lại thờ được? Hay nếu nói là văn hóa miền Trung và miền Nam, miền Bắc không thể thờ được á, thì tại làm sao? Đảng nhà nước còn gì? Còn vận động và nhất trí cho gì? Các tổ chức giáo hội Phật giáo Việt Nam được gì, được đoàn kết hòa hợp và thống nhất thành một giáo hội Phật giáo Việt Nam duy nhất vào gì, năm 1981 nữa. Nhà nước thống nhất, giáo hội thống nhất. Giáo hội thống nhất đương nhiên là cái gì tốt đẹp nhất ở trong truyền thống gì, trong các hệ phái tư tưởng Phật giáo cũng phải được gì, phải được thống nhất và phải được gì, chấp nhận. Anh không thể chấp nhận cho cái người ta cái hình thức mà không thể không chấp nhận cho người ta gì? Cái nội dung. Đó, cho nên đó, lắm khi mà ngồi nghe mấy cái vị cán bộ là nửa răng nửa đèn, họ nghĩ là gì, họ là người quản lý tôn giáo, họ muốn nói thế nào thì nói, không thể thế được. Anh quản lý anh phải biết người ta anh mới quản lý được. Mà anh muốn biết thì anh phải học, anh phải đọc, anh phải nghiên cứu. Ngay bây giờ chúng tôi chẳng hạn, nếu mà muốn nói một cái gì đó về ngoài cái tổ chức tôn giáo của mình, chúng tôi cũng phải học, phải đọc và phải nghiên cứu đã thì mới gì, mới dám nói. Không thể nói bừa được. Tôi muốn nói về giáo lý, giáo luật của gì, của các tôn giáo bạn, thì tôi phải học, phải đọc và nghiên cứu về gì, tôn giáo bạn tôi mới gì, mới dám mở mồm nói. Chứ tôi nói bừa ra mà không đúng với giáo lý, giáo luật của các tôn giáo bạn á, người ta bổ cho tôi chết ngay. Người làm quản lý nhà nước cũng phải vậy. Đảng nhà nước cho anh đi ăn, đi học, giao cho anh cái gì, cái trọng trách làm cái mảng đó mà anh gì, anh lười học, lười đọc, lười nghiên cứu, anh lợi dụng vào cái quyền hạn mà Đảng nhà nước giao cho anh, anh đi phán bừa lung tung, anh đi nói gì chia rẽ
tôn giáo chia rẽ dân tộc như thế là không được. Đó. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy học qua kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn của Bồ Tát Quán Thế Âm 25 này, chúng ta thấy ở đây là được nói ở trong kinh, trên 2500 năm trước Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta nói ra Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài có thần lực, có thần thông, vì cái tâm đại hùng đại lực đại từ bi của Ngài, vì cái chí nguyện giáo hóa độ sinh của Ngài, cho nên Ngài dùng gì? Dùng rất nhiều các loại hóa thân để hóa độ chúng sinh. Nay chúng ta thờ cái tôn tượng Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát, đó chính là gì? Một cái biểu tướng, một cái biểu tượng, một cái hóa thân của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thể hiện ra làm thân gì? Nữ cư sĩ, gọi là gì? Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát, để dễ dàng tiếp cận gần gũi với gì? Với đặc biệt là bên nữ giới, bên chị em phụ nữ, hay mình gọi là bên nữ giới. Đó. Chúng ta thấy tượng Quán Thế Âm Bồ Tát thờ ở trong gì? Các chùa cổ của Phật giáo Việt Nam khu vực phía Bắc, tức là tượng Tây Phương Tam Thánh thờ ở trên chùa đó. Chúng ta thấy tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát thường là đầy đủ trượng phu tướng, nam tướng, đầy đủ cái gì? Tướng của nam, cùng với Bồ Tát Đại Thế Chí, tướng gì? Hơi hao hao gì? Giống nhau. Các chùa cổ của Phật giáo Việt Nam ở khu vực phía Bắc thì thường thường thờ trên cao là gì? Là Tam Thế Phật. Dưới Tam Thế Phật là gì? Là Tây Phương Tam Thánh. Các quý vị đến tất cả những ngôi chùa cổ từ thời nhà Tiền Lê, thời nhà Lý, thời nhà Trần, chúng ta thấy đều thấy tôn tượng Tây Phương Tam Thánh thờ trong ngôi chùa cổ đó là gì? Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thể hiện là gì? Là thân tướng của gì? Của nam. Giống như trong kinh Đức Phật nói thế giới Tây Phương Cực Lạc không có gì? Không có nữ nhân. Nhưng mà sau này có lẽ xuất phát từ một gì? Từ một hóa thân nào đó của Đức Quán Thế Âm. Cho nên á, Việt Nam chúng ta, Phật giáo Việt Nam chúng ta bắt đầu có cái tục thờ là gì? Tượng Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Đặc biệt là bà con ở gì? Ở khu vực gì? Ven biển, từ miền Trung trở vào, đặc biệt là khu vực phía Nam. Văn hóa giao thoa ở trong một quốc gia, cái chuyện gì? Cái chuyện học tập qua lại lẫn nhau, cái gì ấy mà nó đưa vào lòng người được, khiến cho mọi người hoan hỉ và chấp nhận, thì chúng ta thấy đều có thể gì? Dùng làm phương tiện để dẫn dắt chúng sinh vào đạo được. Dùng được. Tôi nhớ lại là khoảng độ năm 2002, 2003, 2004, do cái có cái công văn của Bộ Văn hóa Thông tin chỉ đạo xuống gì? Đến công văn của tỉnh, tỉnh chỉ đạo xuống huyện, huyện ra công văn gì? Một số chùa đã xếp hạng di tích, đã lập gì? Lập được cái lầu Quan Âm và thờ ở trong trong chùa rồi. Nhưng chính quyền địa phương ép cái chùa đó là gì? Ép vị sư đó và các già vãi ở cái chùa đó gì? Phải đập bỏ lầu Quán Âm, phải bỏ cái tượng Bạch Y Quán Âm ra khỏi gì? Khỏi ngôi chùa. Được xây lầu rồi, được thờ rồi, an vị rồi, mà chính quyền địa phương còn đến ép bỏ, đập bỏ như vậy. Và những tôi biết ít nhất là có gì? Có 2-3 thầy là bạn học cùng với tôi ấy, phải khóc sướt mướt và phải đi về gì? Để họp dân và phải đập, chuyển bỏ cái lầu Quan Âm đã xây xong đàng hoàng thờ 2-3 năm rồi, phải bỏ. Đây là cái cách làm việc gọi là gì? Máy móc. Cách làm việc gọi là máy móc. Cách làm việc gọi là gì? Thiếu hiểu biết của một số gì? Một số bộ phận của cái ngành lãnh đạo văn, của văn hóa.
Ở đây không phải là tôi chỉ trích, nhưng mà tôi đây đây là nói có sự thực. Nếu các vị á, mà cần á, điều tra khảo cứu lại cái lời tôi nói ngày hôm nay á, đến tôi đưa đến cái chùa đó, các bạn tôi cùng học đó ngày xưa khi cùng học với nhau, các thầy phải gì phải khóc mà phải đi về để chuyển tượng đi, và nói là nếu mà không chuyển đi á, thì họ đuổi sư, họ không cho sư ở trong chùa nữa. Cho nên á, phải rớt nước mắt, gạt nước mắt mà chuyển gì, chuyển tôn tượng Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát đã được thờ ở trong lầu Quan Âm ra khỏi cái ngôi chùa thân yêu của mình. Đây là một cái sự rất đau lòng. Giáo hội gì? Lúc đó không ai lên tiếng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nó cũng là một cái có thể gọi là một cái pháp nạn nho nhỏ của một số những cái ngôi chùa đó ở trong cái thời điểm nhất định đó, mà phải để gạt nước mắt để phá bỏ những cái lầu Quan Âm và cái tôn tượng Bồ Tát đó. Ở trên chùa Tản Viên, ngày xưa tôi mới lên tiếp nhận cái chùa đó cũng vậy, có một cái pho tượng Bạch Y Quán Âm, không biết các Phật tử và nhân dân đem rước lên thờ từ bao giờ. Nhưng khi tôi lên đó, một vài vị cán bộ văn hóa trên đó thì cũng bắt tôi là phải phải đập bỏ, không được thờ nữa, vì đó là Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Các vị biết tôi làm cách nào? Tôi đem từ Bạch Y tôi sơn gì, tôi sơn màu xanh thành gì, thành Thanh Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Đấy, tôi để ở chỗ giếng gì, giếng Quan Âm đấy, tôi sơn màu xanh. Ông bảo là không được thờ tượng Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế đâu đây tôi gì, tôi sơn rồi ngài là gì, màu xanh là Thanh Y Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là ngài mặc y màu gì, màu xanh, có phải là y màu trắng đâu. Cái ông gì, ông cấm là gì, ông bảo dơ văn bản nữa, ông bảo là cấm là thờ Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát, thì tôi đâu có thờ ngài Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi sơn màu xanh thành Thanh Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế là gì, cái lý với tôi, thế là không không làm gì được, thế là phải gì đi về. Đó, bảo tôi là đem cái văn bản của Ủy ban nhân tỉnh Hà Tây ngày đó lên để nói rằng là đây văn bản đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tây chỉ đạo đấy, các chùa chiền không được thờ Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi bảo bác ra bác xem, đấy có phải Bạch Y đâu, ngài là Thanh Y đấy chứ. À, đứng ở trên giếng Quan Âm các vị lên bây giờ vẫn thấy đấy, Thanh Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Đấy, không phải là tôi lách luật, nhưng mà để cãi nhau với những cái người họ gì, họ đã cố tình không hiểu á, thì mình không làm sao cãi được, mình là ông sư làm sao mà cãi được họ. Họ lại họ nói họ bảo là họ gì nắm pháp luật ở trong tay thì mình chịu rồi, mình làm sao mà cãi được pháp luật, không có ai có quyền cãi pháp luật cả. Đó, pháp luật là pháp luật. Nhưng chúng ta biết là Việt Nam chúng ta đôi khi á, những người viết luật họ ngồi trong nhà kính, các đại biểu quốc hội vẫn nói đấy, các đại biểu quốc hội bây giờ thì chính các đại biểu quốc hội họ còn tranh luận, họ còn nói là nhiều các bộ ngành ra những cái dưới cái nghị định là gì, cái thông tư à? Đó, vừa viết ra gì vừa đưa ra hôm trước hôm sau lại phải gì ạ, lại phải bãi bỏ. Vì sao? Vì không phù hợp với cái nếp sống của gì, của dân tộc Việt Nam chúng ta. Rồi nữa, có khi là vừa ra đấy nghiên cứu và để đem so sánh với luật đó, luật là bộ cái bộ gì, là cái cương lĩnh cao nhất, và cái gì cái mình gọi là cái nền tảng cao nhất, sau đó mới đến gì thông tư nghị định vân vân gì đó. Đấy, tôi không rõ lắm về cái đó vì tôi không nghiên cứu sâu về cái đó. Cho nên nhưng mà chúng ta thấy thì luật là cao nhất, nhưng mà đem so sánh với luật đó, có khi lại sai. Cho nên các đại biểu quốc hội người ta mới bảo các anh ngồi trong gì, ngồi trong nhà mát để anh nghĩ ra luật thì chắc chắn là xa vời với cuộc sống thực tế bên ngoài, đương nhiên đưa ra là gì, là không được chấp nhận. Rồi hôm nay thì giảng đến cái đoạn mà gì, mà Bồ Tát Quán Thế Âm dùng các hóa thân như vậy mà có những cái việc gì thực tế, cái này nó xảy ra gì mấy năm về trước, tất nhiên bây giờ thì nó nhẹ nhàng hơn rồi. Bây giờ thì các tổ chức
một số các tổ chức lợi dụng vào cái vấn đề là cúng tượng về để mua chuộc lòng tăng ni tín đồ Phật tử hoạt động chính trị đó, thì bây giờ nó gần như là không có nữa. Cho nên cái vấn đề đó bây giờ chúng ta thấy trong cuộc sống nó cũng tế nhị đi một chút, làm thì nó cũng nhẹ nhàng hơn. Đó, nhẹ nhàng hơn. Ở Việt Nam chúng ta tôi thấy là cứ thỉnh thoảng có nó lại rộ lên một cái gì đó. Đấy. Cái lúc đó là một thời ngày xưa từ năm 99 2000 22 23 2004 đó, 2005 đó thì rộ lên cái vấn đề gì? Cấm nhà chùa thì đặt tượng Bạch Y Quán Thế Âm. 3 4 năm trước đây á thì là gì? Rộ cấm cái vấn đề gì? Đặt tượng sư tử đá ở trong chùa. Đó. Đặc biệt là cái vụ gì? Trung Quốc đem giàn khoan Hải Dương 981 vào biển Đông của Việt Nam chúng ta đó. Bắt đầu là chúng ta mới gì? Từ Bộ Văn hóa đến Sở Văn hóa đến các ngành gì? Văn hóa bảo tồn bảo tàng mới bắt đầu ra thi nhau thì ầm ầm, kể cả giáo hội lúc đó cũng mới gì? Thi nhau nói là ra văn bản và chỉ đạo thì không được thờ thì tượng sư tử đá ở trong gì? Trong chùa. Chúng ta thấy cái tục thờ sư tử đá ở trong chùa không phải là của văn hóa Trung Quốc, mà là văn hóa này là văn hóa của Phật giáo Ấn Độ. Nhưng có cái thì chúng ta thấy cái tượng sư tử đá nguyên bản của nó là gì? Là ở gì? Ở Phật giáo của Ấn Độ. Chúng ta thấy gì? A Dục Vương. Ngài sau khi mà gì? Mộ Phật. Ngài cho xây gì? Các cột trụ đá để đánh dấu gì? Những cái nơi quan trọng của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta, nơi đản sinh, ở nơi xuất gia, nơi thành đạo, nơi chuyển pháp luân và nơi nhập niết bàn đều có các trụ đá đó, và những nơi gì? Những nơi thánh tích quan trọng của Phật giáo Ấn Độ đều được A Dục Vương cho xây những cái trụ đá đó. Chúng ta biết trên cái đỉnh trụ đá là hình con gì? Hình của con sư tử. Vì sao lại trên đỉnh cột đá là đặt hình của con sư tử? Vì ở trong kinh A Hàm có một bộ kinh Đức Phật nói là Như Lai bậc trí chân chính đẳng chính giác. Đức Như Lai bậc trí chân chính đẳng chính giác xuất hiện nơi đời. Ngài đem tiếng Pháp để giáo hóa phổ độ chúng sinh. Tiếng Pháp âm của Ngài á, khi mỗi khi được phát ra, làm cho thiên ma ngoại đạo đều kinh sợ. Giống như ở trong gì? Trong một gì? Một cánh rừng gì? Rừng rậm. Khi mà tiếng của một con gì? Con sư tử chúa, tức là con sư tử đầu đàn, nó gầm lên thì tất cả muông thú, chim muông ở trong rừng đều gì? Đều hoảng loạn và đều gì? Đều sợ sệt mà bay tán tác và bỏ chạy, cục đuôi bỏ chạy với nhau. Tương tự như vậy, Đức Phật nói rằng bậc Như Lai trí chân đẳng chính giác xuất hiện nơi đời, đem pháp âm vi diệu để tuyên thuyết về diệu pháp, tuyên thuyết về chính pháp, thì khiến cho gì? Các ngoại đạo dùng tà pháp để mê hoặc lòng người trước đây đều phải gì ạ? Đều phải cúm rúm và bỏ chạy, và đều phải quy phục, giống như các thú đều quy phục dưới gì? Đều quy phục dưới tiếng gầm của con sư tử chúa ở trong gì? Trong đại ngàn kia vậy. Và Như Lai được ví như gì? Con sư tử chúa. Và các ngoại đạo, các tôn giáo ngoại đạo Ấn Độ thời bấy giờ thường dùng tà pháp để mê hoặc lòng người, dựa vào đức tin của gì? Của nhân dân quần chúng để lừa gạt họ. Thì nay được gì? Được pháp âm vi diệu của Đức Như Lai tuyên thuyết lên, gióng lên, vang lên như tiếng con gì? Con sư tử chúa gầm ở trong rừng xanh kia. Muông thú đều phải gì? Sợ sệt, hoảng loạn và bỏ chạy. Ngoại đạo cũng như thế. Giống như loài chim muông thú rừng kia, Phật giống như con sư tử chúa kia vậy. Cho nên từ đó chúng ta thấy những biểu tượng sư tử được khắc và được thờ, được điêu khắc và được thờ phụng ở trong gì? Trong các cơ sở tín ngưỡng của Phật giáo Ấn Độ. Và khi Phật giáo Ấn Độ truyền sang Phật giáo gì?
Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam, rồi Phật giáo Tây Tạng, chúng ta thấy các quốc gia đó cũng gì, cũng có những cái hình thù, có cái gì? Hình tượng của con sư tử được tạc và được thờ ở trong gì, trong các ngôi chùa đó. Các vị đi xuống gì, chùa Phật Tích ở Bắc Ninh được xây dựng ở thời nhà Lý ở Việt Nam chúng ta, chúng ta thấy cũng có gì, các con, các linh vật như con trâu, rồi con gì, con sư tử, rồi một số các con gì, các con, các loại linh vật ở thời đó được gì, được khắc và được thờ ở dưới chùa Phật Tích đó từ triều đại nhà Lý. Nên chúng ta thấy bây giờ ở Việt Nam chúng ta thì cái sự giao thoa văn hóa, chúng ta thấy thì mà cái giao thoa cái văn hóa của Trung Quốc thì phải nói là gì, họ rất mạnh. Cái nghệ thuật điêu khắc tạo hình của họ phải nói là gì, đạt đến cái đỉnh điểm. Cho nên á, ở Việt Nam chúng ta thì cái nghệ thuật điêu khắc của chúng ta có phải phải nói gì, có những ngành thì chúng ta vượt trội, nhưng có những cái thì, những ngành thì đặc biệt là cái điêu khắc về tôn giáo này, chúng ta có phần là rất nhiều phần là đi sau họ. Cho nên cái sư tử, cái mẫu sư tử của Trung Quốc họ ra bao nhiêu thì các nhà điêu khắc của tượng đá sư tử của Việt Nam chúng ta phần lớn là gì, là copy ở trên mạng rồi đem tạc giống hệt như thế. Do đó thì các sư cũng như các tăng ni Phật tử chúng ta, cũng như một số các gì, các nhà đền, nhà đình, nhà, các ban quản lý đình đền miếu mạo là gì, thấy đẹp, rồi các doanh nghiệp, những người dân thấy cũng đẹp, cho nên là gì, liền thỉnh liền mua để cúng vào đình chùa miếu mạo. Mà tại sao lúc đó nếu mà mọi người không ưng thì sao không ấy ngay từ đầu đi, làm ngay từ đầu đi, mà để xảy ra cái chuyện đó, có chuyện đó khi đó mình mới vuốt đuôi để đi cấm. Đi cấm thì lúc đó đã mang hết đầy vào trong đình chùa miếu mạo rồi, bỏ đi đâu, bảo đem bỏ đi đâu. Bỏ đi đâu thì nó vẫn ở trong gì, ở trong cái đất nước này mà. Nó bỏ ra trôi ra sông thì cái sông vẫn là con sông của đất nước của chúng ta mà. Hay đem lên rừng thì nó vẫn là rừng của Việt Nam chúng ta mà. Đem lên núi nó vẫn là núi Việt Nam chúng ta mà. Cho nên đây phải nói là chúng ta thiếu cả một gì, một cái sự nghiên cứu lâu dài về cái nghệ thuật gì, tạo hình và quản lý. Cái vừa qua tôi đi vào trong Đà Nẵng, tôi thích đôi sư tử đá, nhưng mà tôi biết là gì, biết là không muốn có cái tiếng xì xèo. Tôi làm theo cái mẫu gì, mẫu sư tử đá ở trong gì, trong kinh Thành Huế, trong người, trong kinh đô. Tôi làm gì theo cái mẫu ở trong kinh đô, cũng kinh đô Huế của chúng ta, như vậy chả ai nói được nữa. Đó là gì, vẫn là sư tử đá, nhưng tôi lấy theo cái mẫu của ở trong kinh đô ấy. Bảo bây giờ ai bảo, ai dám gì, dám bảo là cái này không được thờ trong chùa. Tôi bảo nếu không được thờ trong chùa thì các ông đi vào gì, vào kinh đô Huế chúng ta để bắt ban quản lý di tích của ở trong kinh đô đấy, rồi bỏ đi. Lắm khi chúng ta cũng phải nghiên cứu một chút, chứ khi muốn thờ cái gì phải nghiên cứu một chút là như thế. Chúng tôi thường thường cũng phải hay nghĩ một chút, sâu sâu một chút như vậy. Không có sau này thì hoặc một lúc nào đó nếu xảy ra một cái chuyện gì đó họ lại thì lại cấm tiếp, thì chúng ta lại vướng, lại lằng nhằng ra thì lại khổ ra. Ở đây thì mình phải nói với nhau là cái gì mà nó là cái nét đẹp văn hóa của nhân loại, chúng ta học được cái gì để đem gì phục vụ tốt cho con người, cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam chúng ta, thì chúng ta có ngại ngần gì đâu. Bây giờ xin nói với các quý vị, chúng ta mà không gì, không tiếp thu kịp những gì,
cái nền văn hóa văn minh trên thế giới á, thì chúng ta thì chắc chắn sẽ bị tụt hậu. Dân tộc của chúng ta thì sẽ lẹt đẹt mãi không ngóc đầu lên được, mà thậm chí còn không giữ được bờ cõi nữa. Tôi nói như vậy cũng có thể thì có người sẽ nghĩ là tôi thế này thế nọ thế kia đấy, nhưng mà không sao. Nhưng các vị cứ nghĩ lại đi, nói tôi thế nào cũng được, nhưng các vị cứ nghĩ lại xem, nếu chúng ta bây giờ bảo là không tiếp nhận cái văn hóa của châu Âu, của phương Tây, thì bây giờ xin lỗi các quý vị, tất cả những cái công nghệ cao của gì chúng ta đang dùng đó, đa số là gì? Là công nghệ thì do trí tuệ của con người phương Tây họ nghiên cứu ra đó. Ví dụ như cái máy gì, cái máy điện thoại này này, chúng ta đang gọi với nhau hàng ngày này này, đó cũng là gì, cái chất xám và trí tuệ của con người phương Tây họ nghĩ ra là chính. Rồi họ bán công nghệ, hoặc là họ thì đem sản xuất ở các nước châu Á của chúng ta, đặc biệt là sản xuất gì, bây giờ được sản xuất rất nhiều ở Trung Quốc. Rồi kể cả gì, những vũ khí khí tài tối tân của quân đội Việt Nam chúng ta đang có bây giờ, của nhà nước chúng ta đang có bây giờ thì phần lớn đều là gì? Là trí tuệ của phương Tây, của châu Âu, của Nga đó. Xin lỗi các quý vị, cái bát ăn cơm của chúng ta, cái nồi cơm điện của chúng ta nấu hàng ngày, chúng ta xem xét lại trong nhà của chúng ta có bao nhiêu thứ là đồ dùng vật dụng là gì, là của Việt Nam chúng ta sản xuất, và bao nhiêu đồ dùng vật dụng là gì, do nước ngoài sản xuất. Cái nước ngoài sản xuất là trí tuệ của họ, chúng ta bỏ tiền ra chúng ta gì mua cái trí tuệ của họ, chúng ta về chúng ta sử dụng. Những phụ dụng làm sao nó phù hợp. Tất nhiên không phải cái gì cũng có thể mua về mà bỏ hết cái văn hóa, cái bản sắc của đất nước chúng ta thì không được. Cái đó thì không ai chấp nhận rồi. Cho nên là ở đây khi mà động đến một cái chuyện gì, một số những cái vị mà mình gọi là ở xã hội người ta gọi là những vị anh hùng bàn phím, không biết đúng sai phải trái thế nào, liền bổ nhào vào cái chửi cho đá miệng. Nhưng không biết khi mình quay lại là mình nghĩ xem mình chửi người ta, mình đã xứng đáng để chửi người ta hay chưa. Đó. Điều đó thì chúng ta thấy kể cả một số những người nổi tiếng, thậm chí vừa chiều hôm trước đi chửi, hôm sau lại về gì phải đăng tin để xin lỗi. Đó là những cái gì, những cái trào lưu gọi là thấy cái số đông họ lên án thì mình cũng lên án ngay, lập tức lên án ngay, không biết đó là đúng hay sai, không nghiên cứu là đó là đúng hay sai đã. Đấy là những cái theo gọi là ở cái văn hóa bây giờ gọi là văn hóa số đông, văn hóa trào lưu, văn hóa số đông. Cái đấy không biết đúng hay sai, cứ nghe thấy đọc. Cho nên bây giờ ở đây thì chúng tôi mới thôi trở lại bài mới nói này. Đây là cái trở lại cái bài nói này, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói tóm lại, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài có thể gì vì bi nguyện dùng đại thần thông lực mà thể hiện các thân hình để giáo hóa độ sinh. Chúng ta không có quyền để nói rằng ngài không được dùng cái thân đó, hay gì, hay là không được thờ cái gì, cái tượng đó ở trong chùa, ở trong khuôn viên của chùa. Tất nhiên thì với những cái ngôi chùa mà cổ kính, mà khang trang, trang nghiêm rồi, có cái bề dày lịch sử rồi, thì ngành văn hóa muốn giữ lại thì cái nét đẹp cổ kính truyền thống, thì nếu mà là tăng ni chúng ta chủ trì ngôi chùa đó thì chúng ta cũng phải gì, cũng hoan hỷ và chấp nhận. Nhưng mà những ngôi chùa, các vị, ngôi chùa mới được xây dựng lên, mới được khôi phục lại từ cái đống đổ nát, không có cái gì cả, thì họ thờ thì chúng ta cũng phải gọi là các cụ ngày xưa nói, thôi mắt nhắm mắt mở mà tạo điều kiện cho. Cái luật thì đã gì, đã chót ban ra rồi, bây giờ thu hồi về thì khó, cho nên cũng phải gì ạ,
phải có cách để mà lách làm sao đó để cho tăng ni, cho tín đồ, cho Phật tử họ cũng hoan hỷ, nó không tạo thành cái điểm nóng ở trong gì, trong địa phương, trong khu vực. Không có bên thì cấm, bên thì cố rước về, bên thì gì, cố cấm, nó tạo thành cái điểm nóng. Mà điểm nóng thì lại làm sao, lại mâu thuẫn giữa chính quyền với tôn giáo, với tăng ni, mà tạo thành cái mâu thuẫn giữa tăng ni, Phật tử với chính quyền địa phương ấy, thì cái này chúng ta biết là cái thế lực thù địch bên ngoài nó rất mong cái điều này, nó rất chờ cái điều này, chờ một ngày nào đó mà giữa tăng ni Phật tử và các tín đồ tôn giáo giáo bạn ở trong cả đất nước này đều mâu thuẫn với chính quyền, và họ đứng lên gì, họ lợi dụng cái việc đó, họ đòi lật đổ chính quyền để thành lập một cái chế độ cai trị mới, thì khi đó không biết là đất nước chúng ta nó như thế nào, chả ai biết trước được. Cho nên á, bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu công sức của gì, của bác, của đảng, của cả dân tộc của chúng ta, đổ bao nhiêu xương máu, bao nhiêu mồ hôi công sức, bao nhiêu nước mắt xuống cái mảnh đất hình chữ S, đất mẹ thân yêu này rồi, thì chúng ta phải thôi, tốt nhất là cũng cùng nhau giữ gìn và bảo vệ, làm sao đó để đừng cho có cảnh nồi da sáo thịt, đừng cho có cái cảnh là chiến tranh loạn lạc, đau thương. Chúng ta đang yên ấm thanh bình như thế này chẳng quý lắm sao? Cha ông của chúng ta ngã xuống vì chúng ta, cũng chỉ mong cho gì, nhìn thấy chúng ta được hưởng một cuộc sống thái bình thịnh trị. Các tôn giáo, các tín ngưỡng ở trong đất nước này sống hài hòa với nhau, giữa chính quyền từ cấp trung ương đến địa phương và các tôn giáo cũng như người không theo tôn giáo cùng sống hài hòa với nhau, đều chấp hành pháp luật. Còn mà tất nhiên pháp luật thì anh ra pháp luật anh cũng phải nghĩ đến cái gì, nghĩ đến người khác nữa. Anh không chỉ có ngồi trong nhà kính, anh thích viết thế nào thì viết. Đó. À, ở đây thì thôi, hôm nay thì nó tiện ở đây thì chúng tôi nói hơi nhiều, nhưng mà có nói như vậy á thì người ta mới biết được cái gì người ta làm sai thì người ta phải sửa. Chứ anh không thể làm sai mà anh gì, anh cứ nghĩ anh làm đúng mãi được. Người dân á, trình độ của người ta gì bây giờ nó không như ngày xưa nữa, anh không thể nào là áp đảo người ta, mắng người ta, chửi người ta và đè đầu gãy cổ người ta được. Tăng ni Phật tử bây giờ cũng vậy, anh làm đúng thì người ta tin, người ta theo, người ta bảo vệ, người ta để giúp đỡ anh, người ta theo anh. Anh mà làm sai mà cứ áp đảo người ta thì người ta phải bùng nổ thôi, và đến khi đó không biết cái gì xảy ra đó. Cho nên ở đây chúng tôi mong rằng thì đúng ra thì cái này phải để một vị chức sắc lớn cao nói, nhưng hôm nay trong bài giảng này chúng tôi nói đây là về cá nhân thôi, chứ không phải là thay mặt tổ chức nào cả. Đây là cá nhân chúng tôi nói, nếu mà ai á bị nào á mà nghe thì nghe, mà không nghe thì thôi cũng không sao, chúng tôi cũng không bắt buộc là vị phải nghe, phải thay đổi cái gì cả, chúng tôi không có quyền gì để bắt buộc. Đấy, các vị cũng hoan hỷ cho. À, tiếp tục ở trong văn kinh, Đức Phật nói là nếu có người cần dùng thân hình của phụ nữ làm quan của trưởng giả, vua chúa cùng tể quan, bà la môn, cư sĩ hay thân nữ bất kỳ mới có thể độ được, thì Bồ Tát Quán Âm liền hiện các thân kia vì họ mà nói pháp. À, ở đây chúng ta thấy là ở trên thì hiện thân tỷ khiêu, thân của tỷ khiêu ni, thân của cư sĩ Ưu Bà Tắc và thân của cư sĩ Ưu Bà Di. Nhưng ở đây Đức Phật lại tiếp tục nói rằng ngài chưa dừng lại ở đó đâu. Quán Thế Âm Bồ Tát thì ngài nếu thấy người cần dùng thân hình của người phụ nữ làm quan của gì, của trưởng giả, tức là con của một gia đình giàu có, danh gia vọng tộc. Trưởng giả tức là ông chỉ cho cái người ngày xưa là những người giàu có, danh gia vọng tộc, bây giờ mình nói nôm na gì là những tầng lớp thượng lưu, các vị đại gia chẳng hạn đó, là con gái của các vị đó, rồi thì là con gái của gì, của vua chúa, là con gái của vua chúa. Vua là gì, là chỉ cho người đứng đầu đất nước ngày xưa. Bây giờ ví dụ như con gái của tổng thống, con gái của tổng bí thư, con gái của chủ tịch nước, con gái của thủ tướng chính phủ, vân vân chẳng hạn đó,
tùy theo chế độ của mỗi quốc gia. Nếu cần thì hiện làm thân con gái của các vị đó, thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng gì liền thì hiện là con gái của các vị đó. Chúa là Chúa, tức là chỉ cho những vua, chúng ta hay xem là vua Chúa. Ở thời Việt Nam chúng ta có cái thời gì, vua Lê Chúa Trịnh, đúng không? À, vua Lê Chúa Trịnh, Chúa dưới vua có một chút xíu thôi phân chia quyền lực. À, thời nào vua mà yếu á thì mới có gì, mới có cái chế độ Chúa, như là ở thời gì, thời vua Lê Chúa Trịnh ở miền Bắc đằng ngoài chúng ta vậy. Rồi cùng tể quan hôm qua tôi nói rồi, tể quan đây là con của gì, con gái của tể tướng. Rồi Bà La Môn, Bà La Môn đây chỉ cho một gì tôn giáo ở Ấn Độ, là tôn giáo Bà La Môn. Họ vẫn lấy vợ và sinh con, sống cuộc sống ở tại gia bình thường. Bình thường tuổi trẻ thì họ lấy vợ sinh con, làm công việc xã hội bình thường, nhưng về già thường là họ gì hay đi ẩn cư và tu tập, nếu như vị nào muốn gì, muốn tu đạo giải thoát theo cái tôn giáo Bà La Môn này. Đấy, cho nên ở đây nói là Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu người cần dùng là con gái Bà La Môn á, thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng thể hiện sinh vào làm gì, làm con gái của Bà La Môn. Rồi á, con gái của gì, của cư sĩ, thì con gái của các vị cư sĩ, tức là các vị gì, cư sĩ Bà Tắc với Bà Di, làm con gái để độ cho gì, để độ cho cha mẹ, để độ cho người thân. Đó. Có cái chuyện đó không? Có. Hoặc là gì? Làm con gái này hay làm thân nữ gì, bất kỳ, tức là làm thân nữ của, sinh vào bất kỳ của gia đình nào, để có thể độ cho được gia đình đó, thì Bồ Tát Quán Thế Âm đều có thể thị hiện sinh trong ở gia đình, ở trong gia đình đó, làm người con gái ở trong gia đình đó. Ở đây tôi có mấy chục đệ tử là ni, biết đâu rằng là có vị là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, tôi chả biết được. Nhưng cũng có vị gia đình trước đây này báng phá Tam Bảo, bất tín Phật pháp, thậm chí còn chê bai, còn bài xích nữa. Nhưng khi cô con gái thì nó được học Phật, nó lên dự khóa tu, được học Phật và gì, rồi một thời gian ngấm tương dưa mắm muối gì, cơm chay của nhà chùa, cho nên nó nhất quyết là gì, nó đòi xin xuất gia. Lúc đầu là làm găng lắm, không cho gì, không cho nó trốn đi, trốn 5 lần 7 lượt đi bắt mãi gì, bắt về thì nó lại trốn, bắt về nó trốn, chán không bắt nữa thì thôi bỏ mặc cho nó đi. Nhưng mà lúc đầu thì bỏ mặc cho nó đi, nhưng dần dần á, 2-3 năm sau thì dần dần nó cứ lui tới dần dần, do nhớ con, thương con quá. Chúng ta biết làm cha làm mẹ có ai bỏ được con đâu, ít lắm, trừ những trường hợp đặc biệt, những cái gọi là lòng lang dạ thú thì mới có thể, người cha người mẹ mới có thể bỏ được đứa con của mình. Còn đại đa số thì không có người cha người mẹ nào là bỏ con cái của mình đâu, có thể chỉ có con cái bỏ cha mẹ thôi, chứ mà cha mẹ thì rất ít khi bỏ. Khi mà nó sinh ra rồi, nuôi dưỡng được, nó lớn lớn lên rồi ấy, thì rất ít cha mẹ có thể bỏ được. Cho dù là biết có khi có đứa con nó hư đó, nhưng cha mẹ rất khó để gì, để dứt ruột để bỏ được. Cho nên ấy, ở đây chúng tôi đang nói đấy, có những vị có thể chưa phải là hóa thân của Quán Thế Bồ Tát, hoặc không phải Quán Thế Bồ Tát, nhưng các vị do xuất gia được vài năm, tu tập được một chút gì, ngộ được một chút giáo lý của Đức Phật, tu tập được một chút công đức rồi, đem công đức đó để hồi hướng cho gì, cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên, nhiều đời nhiều kiếp gì, cầu Phật Bồ Tát khai tâm gì, khai sáng cho trí tuệ cho gì, cha mẹ, cho người thân. Và cho đến bây giờ thì khá nhiều cái trường hợp ngày xưa cha mẹ thì cấm đoán, thậm chí là còn báng phá Tam Bảo, hủy nhục gì tăng ni trong chùa nữa, nhưng bây giờ lại nhất tâm tín mộ Phật pháp, tin sâu nhân quả, tụng kinh Địa Tạng ấy, học giáo lý của Phật Đà, nghe giảng kinh Địa Tạng hết ngày này qua ngày khác, nghe giảng hết 102 bài giảng lần thứ nhất rồi lại nghe gì 70 mấy bài giảng lần thứ hai, nghe hết 70 mấy bài giảng lần thứ hai rồi chưa nghe thấy gì có bài giảng tiếp là gì, lại nghe lại giảng tiếp, lại lần thứ hai, cứ tuần tự nghe giảng đi giảng lại như thế. Đó là gì? Đó là tin sâu nhân quả, tín hộ Phật pháp, tụng kinh Địa Tạng, thậm chí là ăn chay niệm Phật nữa, thờ Phật ở tại nhà nữa, chúng ta thấy không? Đó,
Quán Thế Âm Bồ Tát nói gì? Người cần dùng thân nữ bất kỳ thì ngài gì? Liền thì hiện là thân nữ bất kỳ để giáo hóa, chỉ cần độ cho một người thôi, Quán Thế Âm Bồ Tát cũng sẵn sàng là thể hiện ra cái tấm thân nữ bất kỳ đó để độ. Ừ. Các vị xem cái bộ phim Quán Âm bán cá chưa? Đó. Phật tử, các vị có thể về search trên mạng để xem cái bộ phim Quán Âm bán cá. Hoặc là đi, có khá nhiều những bộ phim nói về cái tích Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì là thân nữ để giáo hóa, để độ cho gì, cho một số người đặc biệt nào đó có duyên với ngài, được ngài gì, được ngài thì hiện để hóa độ cho. Cho nên ở đây một số các đệ tử của tôi là nữ là có thể chưa phải là gì, hoặc không phải là hóa thân Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng dù sao ít ra ít nhất các vị đó đã gì, đã độ được cho người thân của mình từ chỗ bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, thậm chí là hủy nhục tăng ni. Vì sao ạ? Vì con đùng nhiên đùng cái nó đòi đi tu, cho nên gì, cho nên nghĩ là ông sư chủ trì và các sư trong chùa thì mê hoặc, dùng bùa dùng chú để gì, để mê hoặc con gái người ta, cho nên người ta dùng rất nhiều những cái lời lẽ để sỉ nhục Phật pháp, để sỉ nhục gì tăng ni ở trong chùa Khai Nguyên này. Nhưng bây giờ sau khi chiến đấu với cái ý chí và nguyện lực của đứa con gái của mình thua, một thời gian sau là gì, lại tiếp tục bị con gái nhà mình gì, đứa con gái của mình khi đó, bây giờ nó trở thành gì, một vị sư rồi gì, lại về để khuất phục cha mẹ, bỏ cái gì, bỏ cái nhìn sai lệch về về nhà Phật đi, bỏ cái nhìn sai lệch về cái hành nguyện xuất gia của con đi, phải bỏ cái gì? Cái tà kiến, cái lòng thù hận đối với gì, với sư phụ của con đi, với các sư trong chùa đi, hãy nghe pháp, hãy học Phật, tâm lượng của gì, của cha mẹ sẽ gì, sẽ được mở mang ra, trí tuệ của cha mẹ sẽ được gì, sẽ được mở mang ra, sẽ điều hiểu, sẽ được hiểu biết thế nào là gì, là hạnh nguyện của Đức Phật, thế nào là hạnh nguyện của gì, của người thầy của chúng con. Cho nên á, nghe theo con gái, con trai của mình, đặc biệt là gì, con gái của mình. Đầu tiên có thể thì nghe xem ông ấy giảng cái gì, ông ấy nói cái gì mà gì, mà đứa con gái nhà mình thậm chí gì, học trung cấp, học cao đẳng, học đại học xong rồi ra bố mẹ chuẩn bị xin việc sẵn cho rồi mà không đi làm, mà nó lại đòi đi tu. Nghe rồi gì, dần dần mưa dầm thấm lâu, các cụ nói rồi, mưa dầm thấm lâu, hiểu rồi mới biết à ra thế. Hóa ra giáo lý của Đức Phật là dạy con người ta gì, hướng tới cái gì, cái chỗ chân thiện mỹ, dạy cho con người ta từ chỗ gì, mê lầm, chấp trước, hướng tới gì, tới chỗ giải thoát giác ngộ như thế. Vậy mà trước nay gì, mình cứ nhìn là Phật giáo như là một cái gì đó, nó xa rời với cuộc sống, mang đầy cái gì, cái tính là gì, thuần bí, rồi á, thậm chí là gì, khoác lên cho gì, cho Phật giáo một cái gì, cái tấm áo gọi là mê tín dị đoan nữa. Vì á, ngày bé thì gì, chúng ta thấy thì mấy người thường nghe cái bài hát là gì? Chuyện tình Lan và Điệp, lúc nào cũng văng vẳng ở gì, ở nhà bên cạnh hoặc ở ngay trong nhà mình thôi, sáng chiều tối lúc nào cũng gì, cũng nghe cái bài hát gì, tôi kể người nghe chuyện Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ, hai đứa thường mộng mơ. Cho đến gì? Cho đến ca đoạn ca vọng cổ, Điệp ơi Lan lỡ làng rồi, vân vân gì đó. Cho đến gì? Đừng cắt đứt dây chuông, đừng lặn lùng khép cổng. Đó. Và nghĩ rằng những người đi tu á, toàn là những gì? Những kẻ thất tình lục dục. Nương náu nơi cửa Phật để chôn vùi tuổi thanh xuân, quên đi tháng ngày để ẩn nơi cửa Phật để chờ đến gì, chờ đến ngày chết. Cho nên họ nhìn những vị tu sĩ với cái ánh mắt là rất là gì, coi thường. Chúng ta biết cách đây hình như 2-3 năm,
cái tác giả viết cái bài hát Lan và Điệp đó, trước khi chết ông rất khổ, ông bị cái căn bệnh ung thư phá hỏng hết gì lục phủ ngũ tạng của ông ấy, và trước khi chết ông ấy rên la, ông ấy đau đớn vô cùng, ông ấy chết gì trong cái chết khủng khiếp như vậy. Vì sao? Vì ông viết lên một cái bài hát đó, nó làm gì, rất rất nhiều người nghĩ sai lệch về gì, với giáo lý của Đức Phật, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam. Cho nên chúng ta thấy này, đọc cái nhân quả, chúng ta thấy gì, gieo nhân nào, Phật dạy gieo nhân nào thì phải thụ quả ấy. Đừng có tưởng rằng á, quả nó chưa chín mùi là không có đâu. Hôm nay chúng ta gieo nhân ác, quả báo xấu chưa đến, khổ đau chưa gõ cửa. Không phải là gì, nó không đến. Không phải là gì, nó sẽ không gõ cửa. Nó sẽ đến, nó sẽ gõ cửa, nhưng vào một lúc nào đó, hoặc gần, hoặc vừa vừa, hoặc xa hơn một chút mà thôi. Nhưng tôi khẳng định với các quý vị rằng chắc chắn nó sẽ gì, sẽ đến gõ cửa. Vì Phật đã nói ở trong kinh Nhân Quả gì, trồng đậu thì được đậu, trồng dưa thì được dưa, rắc xuống gì, thừa ruộng của mình những hạt cỏ dại thì chắc chắn đám cỏ dại sẽ mọc gì, ngập lên tới gì, tới mặt chúng ta vậy. Cho nên ở đây chúng tôi gì mới nói rằng là Quán Thế Âm Bồ Tát ngài có thể thể hiện ra các thân như vậy để gì, để độ chúng sinh, nhưng chúng ta cũng có thể gì, có thể chúng ta không phải là Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà chúng ta thì ai dám khẳng định là từ vô thủy kiếp chúng ta chưa phải là người tu, chưa phải là người hành Bồ Tát Hạo, chưa phải là người hành Bồ Tát Đạo. Cho nên nay chúng ta sinh ra được thân người, chúng ta được gặp Phật Pháp, chúng ta tu tập được, và chúng ta gì, giáo hóa, khuyên bảo cho gì, cho người khác, người thân và bạn bè của chúng ta gì, biết tín Phật, biết học Phật và biết tu theo Phật đó, thì đó chúng ta cũng chính là gì, chính là Bồ Tát đấy. Bồ Tát Quán Thế Âm thì là Đại Bồ Tát, còn chúng ta có thể gọi là Tiểu Bồ Tát đấy. Thôi cứ tự động viên cho mình một chút như vậy đi, để mình gì, mình tinh tiến đi. Giống như ở ngoài đời thì họ làm nhiều việc tốt thì được nhiều việc tốt, thì sẽ được các tổ chức gì, đảng nhà nước thì trao gì ạ, huân huy chương, trao tặng giấy khen rồi bằng khen, rồi các tổ chức doanh nghiệp chúng ta làm tốt thì cũng có trao tặng gì, giấy khen và gì, và tiền thưởng hay động viên mà. Đấy thì chúng ta cũng gì, là Phật tử, tăng ni Phật tử, chúng ta cũng có thể gì, làm được nhiều việc thiện. Phật Bồ Tát thì chưa gật đầu thì chúng ta có gì thì cũng có thể gì, khen thưởng lẫn nhau, để tán dương khen ngợi lẫn nhau, để động viên nhau gì, làm việc thiện cho gì, cho tốt hơn. Đó. Rồi nữa ở trong kinh Phật nói là nếu có người cần dùng thân đồng nam đồng nữ mới có thể độ được, thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân đồng nam đồng nữ vì họ mà nói, mà nói pháp. Thân đồng nam đồng nữ là gì? Tức là thân của người gì? Của người nam giới ở trong cái độ tuổi gì? Độ tuổi gọi là thiếu niên hoặc thanh niên. Nam thì chưa lấy vợ hoặc không lấy vợ thì đó gọi là gì? Thân đồng nam. Nữ thì chưa lấy chồng hoặc không lấy chồng thì đó gọi là thân đồng gì? Đồng nữ. Người đó phát hiện gì? Phát nguyện là gì? Suốt đời sống gì? Đồng chân nhập đạo. Có thể là gì? Phát nguyện gì? Ở trong gì? Làm vị sa môn. Xuất gia gì? Từ bé. Không lập gia đình. Không khởi và không gì? Không sống trong dục vọng. Cho dù chỉ là một lần. Gọi là phát nguyện gì? Sống đồng chân nhập đạo. Tu hành cho đến ngày thành Phật. Không dính vào cái chuyện gì, ái tình, tình ái của thế gian đó, vân vân. Đó gọi là gì? Người cần dùng cái gì, thân đồng nam đồng nữ như thế,
để độ chúng sinh á, thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng gì sẽ dùng cái hóa cái gì, dùng thần lực để hóa thân thành thân đồng nam đồng nữ để vì những chúng sinh đó mà gì mà thuyết pháp cho nó nghe. Cho nên trong kinh Pháp Hoa cũng có những vị thánh tăng A La Hán, có những vị Bồ Tát phát nguyện với Đức Phật là gì, bạch Đức Thế Tôn, con phát nguyện đời đời sinh ra sẽ gì, sẽ phát nguyện đồng chân nhập đạo. Tức là phát nguyện gì? Đời đời sinh ra không bao giờ lập gia đình mà đều gì, đều xuất gia tu đạo, hoặc là ở tại gia nhưng không lập gia đình, để làm một vị đại cư sĩ, sống một cuộc sống là gì, là thanh tịnh tuyệt đối, để làm gì, là mô phạm cho chúng sinh ở đời noi theo. Đó, đấy thì cái này thì khó lắm các quý vị, nhưng mà chúng ta thấy các vị Bồ Tát các ngài cũng thể hiện ra, đặc biệt Quán Thế Âm Bồ Tát ngài cũng thể hiện ra, nếu chúng sinh cần thì ngài thể hiện để gia hóa độ sinh. Rồi nữa trong kinh nói là nếu có người cần dùng thân trời rồng dạ xoa, thần Càn Thát Bà, thần Atula, thần Kalola, thần Khẩn Na La, thần Ma Hầu La Già, thần nhân, thần phi nhân mới có thể độ được, thì Bồ Tát Quan Âm liền hiện ra các thân kia vì đó mà nói pháp. Trời, thân trời tức là gì ạ? Thân chúng chư thiên ở trên quái trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Rồng tức là thân của các gì? Các loài rồng ở ngoài biển cả hoặc ở dưới sông sâu. Thần thân dạ xoa, thân thần Càn Thát Bà, Atula, Kalala, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân phi nhân đẳng đó, đây gọi là thần gì? Thần bát bộ. Các vị thần ở trong gì? Ở trong tám bộ chúng, gọi là tám bộ quỷ thần. Ví dụ như là dạ xoa, Càn Thát Bà, Atula thì gọi là các vị thần gì? Các vị thần dạ xoa thì gọi là quỷ dạ xoa đấy. Quỷ dạ xoa. Loài quỷ này thì mắt mũi thật là hung dữ hung tợn, tâm cũng thường là gì? Quỷ này thì do trong tâm á, thường là ác nhiều, cho nên á, mắt mũi thể hiện ra gì? Cái thân hình là rất là ghê sợ, quỷ dạ xoa đó. Nhưng mà quỷ này, quỷ tử mẫu của dạ xoa này sau này cũng quy y Phật, khi Phật Thích Ca xuất hiện ở trên đời này á, để gia hóa độ sinh á, thì quỷ chúa dạ xoa đã quy y Tam Bảo, quy y Phật, Pháp Tăng và Thọ Ngũ Giới. Nhưng sau này thì thành đệ tử gì tại gia của Đức Phật, cho nên ở đây cũng được đưa vào thì là thần dạ xoa. Càn Thát Bà tức là gì? Là thần âm nhạc. Thần này, loại thần này ở gì? Ở gần trên quái trời Tứ Thiên Vương. Thần này gì? Gọi thần âm nhạc. Càn Thát Bà là thần âm nhạc. Vì vị thần này, những vị thần này, đặc biệt là những vị thần nữ, cái tiếng nhạc của thần nữ này thì tuyệt vời rồi. Những người mà có giọng hát tốt, những người ca sĩ tốt á, thì thường thường là được gọi thần Càn Thát Bà của thế gian. Hoặc là gì? Hoặc là từ ở trên gì? Ở trên cõi thần Càn Thát Bà này sinh về cõi nhân gian chúng ta, cho nên mới có cái giọng gì? Cái giọng hát hay như thế. Đó. Atula là chỉ cho một loại gì? Loại thần cũng rất là hung dữ. Nam thì con trai rất xấu, nữ thì con gái gì? Rất đẹp. Có thần lực rất lớn. Họ cũng ở trên cõi hư không, gần nơi gì? Nơi cõi trời Tứ Thiên Vương. Cõi thần Atula này thường hay đánh nhau với cõi trời Tứ Thiên Vương. Vì cõi trời Atula, cõi thần Atula, xin lỗi, cõi thần Atula, con gái rất là đẹp. Còn cõi trời Tứ Thiên Vương ấy, mấy bố ở thiên tử, mấy bố thì chư thiên ấy, ở cõi trời Tứ Thiên Vương ấy, thì thường hay xuống để tán và bắt cóc gì? Con gái của Atula, vì con gái rất đẹp, đẹp hơn cả chư tiên quái trời Đao Lợi, thậm chí đẹp hơn cả chư tiên quái trời Đâu Xuất nữa. Đấy. Mà lại giỏi, giỏi giang nết na thủy mị cầm kỳ thi họa, cái gì cũng biết. Cho nên là chúng chư thiên ở trên quái trời Tứ Thiên Vương thường hay xuống tán tỉnh và bắt cướp gì? Con gái của quái trời này về làm vợ, vì quái trời đấy vẫn là quái trời dục giới mà. Có cái gì? Cái dục nó tế nhị hơn, vi tế hơn gì? Cái dục vọng của cái sự giao thoa dục vọng nam nữ của gì? Của người phàm trần của chúng ta này này thôi, nhưng mà họ vẫn có gì? Vẫn có dục vọng. Chư thiên đó vẫn có dục vọng. Chư thiên quái trời Tứ Thiên Vương nhấn đến quái trời Đao Lợi vẫn có dục vọng, nhấn đến quái trời gì? Nhấn đến quái trời Tha Hóa Tự Tại Thiên vẫn có gì? Vẫn có dục vọng.
Cho nên sáu cõi trời, từ cõi trời tứ thiên vương cho đến cõi trời thứ sáu là cõi trời tha hóa từ đại thiên, mới gọi là cõi trời gì ạ? Mới gọi là dục giới thiên. Tức là vẫn còn có gì ạ? Vẫn còn có dục tâm, dục thân. Đó, thân tâm vẫn còn có dục vọng. Nhưng càng lên trên các cõi trời cao hơn thì dục gì? Thân tâm gì? Dục vọng càng ít đi. Ừ. Nhưng mà vẫn gì? Vẫn có. Cho nên á, chúng chư thiên á, thì xuống cướp con gái. Còn á, Atula thì ở trên thì cõi trời tứ thiên vương và cõi đao lợi thì có như loại rượu cõi trời thì rất là ngon. Các vị thần Atula Nam á, thì là rất thích uống rượu của cõi gì? Cõi trời tứ thiên vương. Cho nên á, bên thì gì? Đi đánh để cướp rượu, bên thì đi gì? Đi đánh để cướp gái, cho hai bên cũng thường xảy ra chiến tranh. Giống như hai quốc gia láng giềng gần nhau mà không hòa hợp được với nhau á, thì thường thường là gì? Ở biên giới của nhau luôn luôn đề phòng nhau và luôn luôn gì? Lấn sang biên giới của nhau để oánh nhau, để cướp nhau vậy, để giết nhau vậy đó. Nhưng tất nhiên đây là những cái cuộc chiến tranh nhỏ thôi, còn cuộc chiến tranh tổng lực á, thì nó khác. Vậy giữa gì? Hai bên giáp danh giữa chúng chư thiên và các vị thần nữ Atula này đó, ở giáp danh biên giới á, thì thường hay gì? Hay có những cái trận chiến nhỏ nhỏ như vậy xảy ra. Từ trận chiến nhỏ đó cho thời Phật còn tại thế thì có một trận chiến lớn xảy ra. Chúng chư thiên cõi trời này xuống gì? Làm quá, cướp nhiều con gái của cõi Atula quá, cho nên các vị thần Atula Nam là gì? Đùng đùng nổi giận và gì? Điều binh khiển tướng và gì? Tiến đánh cõi trời tứ thiên vương. Tứ thiên vương là gì? Thất thủ, cho nên phải chạy vào gì? Chạy vào tận ở trong trong Hỷ Kiến Thành của cõi trời Đao Lợi để cầu cứu gì? Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Và Ngọc Hoàng Thượng Đế phải dùng gì ạ? Tắm rửa sạch sẽ lên chính điện ở tài diệu pháp đường của mình để nhất tâm tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, gọi là tụng kinh Bát Nhã đó, thì mới trên hư không bắt đầu rơi các loại vũ khí gươm đao giáo mác xuống, rồi mới chúng Atula mới thua phải bỏ chạy đó. Cho nên chúng ta thấy nhưng có những cái trận chiến khủng khiếp ở trên cõi trời như thế, chứ không phải cõi trời lên đó chưa phải yên đâu các quý vị. Chưa phải yên đâu à. Ở đây gọi là thần Atula, thần Ca Lâu La, thần Khẩn La La. Thần Ca Lâu La là gì? Ca Lâu La gọi là thần Kim Xúy Điểu. Khẩn La La, Ma Hầu La Già. Ma Hầu La Già là gì? Là chỉ cho thần rắn. Ca Lâu La, Khẩn La La là chỉ cho cái loài thần gì? Thần thần chim. Thần Ca Lâu La và Khẩn La La là chỉ cho một cái các loại thần chim. Ma Hầu La Già là chỉ cho thần rắn, nhân và phi nhân, thân của nhân và phi nhân. Nhân là người, rồi thân phi nhân. Phi nhân tức là gì? Là giống như người mà chẳng phải người. Chúng ta thấy những cái ở trong những cái truyện tranh cũng như là phim hoạt hình ở bên văn hóa châu Âu, chúng ta thấy nhân và phi nhân nó thể hiện ở cái gì ạ? Đầu thì là đầu người, nhưng mà mình thì là mình gì? Mình ngựa đó. Hoặc là có thể đầu là đầu chim, còn mình đầu thì là đầu chim, à xin lỗi, đầu thì là đầu người, còn mình thì là mình chim, gọi là đầu người mình thú. Hoặc đó, đấy gọi là gì? Nhân và phi nhân, hay là gì? Hay là phi nhân, tức là gì? Giống như người mà chẳng phải người. Đấy, những người cần gì dùng cái thân thân như thế thì Quán Thế Bồ Tát cũng liền hiện cái gì, cái thân như thế vì họ, để mà gì, mà nói pháp để hóa độ cho họ. Rồi Văn Kinh lại nói, nếu có người cần dùng thân thần chấp kim cương mới có thể độ được, thì Bồ Tát Quan Âm liền hiện thân thần chấp kim cương vì họ mà nói pháp. Thần chấp kim cương ở đây chính là thần của gì? Của Bát Bộ Kim Cương. Của Bát Bộ Kim Cương, các vị thần gì? Các vị thần Bát Bộ Kim Cương ở đây gọi là thần chấp kim cương. Người cần dùng những cái, các vị thần này có cái sức mạnh phi thường, sức mạnh có thể gì? Rời non lấp biển. Đấy. Có thần thông gì? Rất là lớn. Cho nên ấy, những cái khi mà gần cần đến gì? Đến nói đến những cái vị thần để dẹp yêu ma quỷ mị ở trong nhân gian này, thì thường gì? Thường hay dùng các vị thần này, cầu thỉnh các vị thần này để đi dẹp gì? Dẹp yêu ma quỷ mị. Ví dụ như tôi những cái pháp hội, những pháp hội Trung Phong hay pháp hội Quan Âm hay pháp hội Địa Tạng chẳng hạn,
Mà cái trường hợp này không biết có vong nhập thật hay là một số những gì, những người họ quen đi lễ những cái có chùa mà họ hay làm như thế, cho nên thì họ cứ linh tinh, cho nên là tôi muốn cho đạo tràng thanh tịnh, cho phải gì, thỉnh các vị thần Bát Bộ Kim Cương và Tứ Chấn Thiên Vương này về, cũng các vị Thiên Long Bát Bộ về gì để hộ đàn hộ giới, hộ trì pháp hội và hộ trì đàn tràng, những cái thần phần ma quỷ đến mà cứ gì cứ nhập vào thân của các Phật tử hay là thân của người nhà để phán bảo linh tinh vân vân gì đó, là gì đuổi ra khỏi pháp hội. Và bên âm thì các ngài gì đuổi ra khỏi pháp hội, còn bên dương thì tôi cho bảo vệ gì đuổi ra khỏi gì nhà pháp hội. Vì đạo tràng của chúng tôi là đạo tràng gì? Dành để tu, chứ không phải là đạo tràng dành để kiếm tiền, không phải là đạo tràng để dùng để mê hoặc lòng người, để lừa đảo chúng sinh. Đạo Phật là gì? Là cái đạo giải thoát giác ngộ, chứ đâu có phải là đạo gì đạo kiếm tiền, đâu có phải là cái đạo gì lừa gạt gì người đời. Chúng sinh nó mê, nó tìm đến cửa Phật rồi, chúng ta lại gán cho một cái mác gì mê nữa. Ở gần đây Hà Nội chúng ta có một cái ngôi chùa, có một ông sư, tôi gọi là ông sư, tôi không gọi là đại đức, vì đã gọi là đại đức thì chắc chắn không làm những cái việc mê lầm như thế. Gọi là ông sư nhưng không biết có phải là sư thật hay không, thôi cứ tạm gọi là ông sư, vì ông ấy cũng đầu chọc, cũng mặc áo gì áo cà sa. Các vị thấy không, mấy năm gần đây á, không biết ông cúng bái kiểu gì mà ông gì, ông gọi là núp cái bóng là cúng bái gì cầu siêu cho thai nhi, và không hiểu là thật giả đó làm sao, nhưng mà ông cứ để cho thì ông tán dương khen ngợi, và ông gì ông quay rất nhiều những cái clip mà gì ông mời mấy ông thầy cúng về chùa để cúng cho cái gì cái đám cầu siêu thai nhi đó, và gì la liệt là già trẻ có, già có trẻ có, là gì bảo là cứ lăn lê bỏ càng ra và gì khóc lóc thảm thương, mà xưng là gì là vong thai nhi nhập vào, oán trách cha mẹ do gì do phá nạo phá thai vân vân đó. Và vì đó quay đưa lên mạng và cho cái đó là cái chiến tích, cho cái đó là gì là cái việc làm của vị khiến cho mọi người là biết sợ cái nạn phá thai để đừng có phá thai nữa. Nhưng thực tế có phải vậy không? Đây tôi đặt ra một câu hỏi to đùng cho chúng ta suy nghĩ, có phải vậy không? Hay là như ở ngoài xã hội, hay là một cái gì ạ, một cái quảng cáo PR quảng cáo để đánh bóng mình. Ở trong chính pháp của Đức Phật không có cái chuyện mà gọi người ta đã mê như vậy rồi mình phải làm sao đó để cho người ta gì, người ta phải được thoát mê. Chúng sinh nó đang thích gì những cái nơi huyên náo ồn ào mê hoặc lòng người như vậy, nay thì mình càng làm như vậy họ càng gì, họ lại càng tìm đến và cứ cùng nhau làm cái việc mê mẩn nó biết bao giờ, thì cho họ được hiểu đâu là chính pháp của Phật. Phương tiện vừa phải thôi chứ, thiếu gì cách làm phương tiện để cho vào đạo. Tôi ngày xưa hay mới làm pháp hội, có cái bác đệ tử gì, nó suốt ngày nó cứ bảo nó nhìn thấy cái nọ cái kia, nhìn thấy thế giới tâm linh rồi nó có năng lực để bắt ma trừ quỷ. Tôi khuyên 5-7 lần không được là gì, tôi liền đuổi ra khỏi chùa ngay. Tôi đuổi ra khỏi chùa ngay, không chấp nhận. Cho nên Phật dạy chúng ta là sống phải hướng cho con người ta đến chỗ tỉnh thức, đến chỗ giác ngộ, chứ không phải là sống để hướng cho người ta đến cái chỗ mê lầm để chúng ta thì lợi dụng cái việc đó để đánh bóng tên tuổi của mình, thậm chí là để kiếm tiền. Kiếm tiền để làm cái gì? Người xuất gia kiếm tiền để làm cái gì? Tiền cũng để xây chùa, cũng để ấn tống kinh sách, cũng để phục vụ cho nhân dân thôi mà. Phúc chúng ta đến đâu chúng ta hưởng đến đó, làm gì mà phải cố lao đầu vào những cái chỗ đó làm gì, để sau này khi mà nhắm mắt xuôi tay Diêm Vương nó sành sạch, nó đến là gì, nó lôi kéo chúng ta đi và nó bảo gì, mày sống cả đời chẳng làm gì được lợi cho Phật pháp,
Ngược lại mày, mày là đi sai với chính pháp của Phật, mê hoặc chúng sinh, lừa đảo gì dân chúng. Rồi nó xuống thì nó cho một trận gì nhừ tử thừa sống thiếu chết. Lúc đấy thì thôi thì có van xin thì cũng chẳng ai cứu được nữa, có kêu Phật Phật chẳng cứu được nữa, vì còn sống. Phật dạy trong kinh nó có học đâu, nó có hành đâu. Thì bây giờ lúc bây giờ kêu Phật Phật cũng chẳng gì, chẳng đến được. Thì Phật bây giờ sờ sờ ngay trước mặt nó, hàng ngày nó nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, nó lấy kinh Phật nó đọc mà nó còn chẳng gì, chẳng làm theo được lời Phật, tức là gì, Phật còn chẳng đến để độ họ được. Thì sau này chết vào trong gì A Tỳ địa ngục thì có kêu rời rời cũng chẳng gì, chẳng thưa kêu Phật Phật cũng chẳng gì, cũng chẳng thưa. Làm gì có chuyện là Phật độ được nữa, làm gì có chuyện là thần thánh có thể cứu giúp được họ nữa. Cho nên là Phật tử chúng ta cũng phải tỉnh táo, tỉnh giác ở chỗ đó. Các cụ ngày xưa rồi chọn bạn, bảo rồi chọn bạn mà chơi, tìm thầy mà học. Đầy các bậc cao tăng thạc đức dạy chúng ta chính pháp, không tìm đến đó mà học, không tìm đến đó mà tu. Lại cứ thích gì, làm cái trò gì ma quỷ, người trở ra người, quỷ trở ra quỷ, ma trở ra ma, Phật trở ra Phật, ma trở ra ma, như vậy đạo trở ra đạo, đời trở ra đời, như thế. Sau này ở trong kinh Đức Phật nói sau này á, nói gì, nếu họ đọa ta cũng đọa theo. Giống như kinh Đức Phật nói gì, một kẻ mù dẫn theo gì cả một gì, một lũ người mù gì lao xuống gì, xuống vực vậy đó. Cho nên ở đây thì chúng tôi nói thêm như vậy, coi hôm nay là chúng tôi nói gì, có thể là hơi quá một chút, nhưng mà nó là sự thật. Có thể một số những người nghe thấy thì họ không vui, nhưng mà thôi cũng tùy duyên. Vui hay không vui thì chúng ta cũng không nặng nề cái chuyện đó. Kể cả họ chửi mình, họ ghét mình đi chăng nữa thì cũng chẳng gì, chẳng làm sao cả. Phải lên tòa pháp đôi khi chúng ta thì cũng phải dám nói ra những cái sự thật. Còn lúc nào chúng ta cũng lảng tránh thì không bao giờ chúng ta phơi bày ra được những cái xấu, những cái ác đang lẩn trốn ở trong gì, ở trong cửa tử bi, ở trong gì, núp trong bóng cả áo cà sa gì của đệ tử Phật môn vậy. Cho nên cũng phải nói để chúng ta biết được. Vì vậy mà cần dùng các vị thần, cần gì dùng các vị thần chấp kim cương để độ chúng sinh. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm gì, chúng ta thấy Ngài cũng hiện ra gì, thân các vị thần chấp kim cương, tay cầm đao, tay cầm búa, tay cầm gươm, tay cầm giáo, tay cầm mác, với cái gì, ánh mắt thì nhìn là thật là đáng sợ. Thân thể thì khỏe mạnh lực lưỡng như các vị gì, đại lực sĩ ít thấy ở nhân gian này vậy. Mắt phượng mày ngài, chân tay thì rắn rỏi, thân thể thì lực lưỡng. Có vị như mặt đỏ môi thâm, dáng vẻ thì kỳ quái. Đó là gì? Đó là chính là các vị, thì hiện là tấm thân của các vị thần kim cương, các vị thần chấp kim cương, để mà gì? Để mà hộ trì chính pháp, tiêu trừ, tiêu diệt gì? Dẹp trừ, gọi là dẹp trừ những gì? Ma quỷ, yêu tinh, vân vân, nó có thể gì? Làm hại gì? Hại đến chính pháp của Đức Phật. Thì Quán Thế Âm Bồ Tát có thể thị hiện để mà tiêu trừ những cái đó. Rồi nữa, trong kinh Đức Phật nói này, ông vô tận ý Bồ Tát Quán Thế Âm thành tựu các công đức thật lớn lao như thế, chẳng thể nghĩ bàn được. Thường dùng các thân hình dạo đi khắp các nước, độ thoát cho chúng sinh số nhiều đến vô lượng. Bởi vì thế cho nên các ông phải dốc lòng cung kính và cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Bậc Đại Bồ Tát ấy hay đối với chúng sinh thường ở trong tai nạn, nguy cấp và sợ hãi, lại thường hay ban cho những điều không lo sợ. Bởi vì thế cho nên ở cõi Sa Bà này đều gọi Bồ Tát ấy là bậc thí vô úy. Đó. Trong kinh Đức Phật nói là Bồ Tát Quán Thế Âm thường ngài gì? Ngài thành tựu các công đức rồi, cho nên á, ngài thường là gì ạ? Nghĩ đến
chúng sinh khổ đau, cho nên thường dùng các thân hình mà dạo đi gì ở khắp các nước, độ cho gì các loại chúng sinh nhiều đến gì vô lượng. Vô lượng tức là không thể tính đếm hết được, gọi là vô lượng. Bởi vì thế cho nên Đức Phật bảo gì, bảo với vô tận ý và bảo với tất cả chúng ta bây giờ là gì, phải cung kính, dốc lòng để mà gì cung kính cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì sao? Vì bậc Đại Bồ Tát ấy, tức là gì, vì Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài đối với chúng sinh thường ở trong tai nạn, nguy cấp và sợ hãi, lại thường hay ban cho những điều không lo sợ. Những chúng sinh ở trong gì gặp lúc gặp tai nạn, nguy cấp và sợ hãi, nhất tâm trì niệm danh hiệu Ngài như bữa trước chúng tôi giảng đó, thì gì, thì người đó thầy đều được gì, đều được thoát nạn và được gì, được an vui, được hạnh phúc. Cho nên ở người đời, tức là ở quái xá bà chúng ta này, đều gọi Bồ Tát Quán Thế Âm là bậc gì ạ? Bậc thí vô úy. Thí tức là bố thí, có nghĩa là ban cho, ban cho chúng sinh gì, cho chúng sinh vô úy, tức là gì, trong tiếng Việt chúng ta là không lo sợ. Thí vô úy tức là gì, là ban cho những điều gì không lo sợ, ban cho chúng sinh những điều không lo sợ. Cho nên chúng ta thấy một vị Bồ Tát mà làm được những cái việc như thế với nhân gian, với chúng sinh ở thế gian chúng ta này, thì đương nhiên là chúng sinh và thế gian chúng ta thì quy ngưỡng và cung kính, tôn trọng Ngài thôi. Cho nên Đức Phật mới bảo chúng ta gì, phải đối với gì, với Ngài thì phải gì ạ, cung kính, tôn trọng và cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Bằng cách là gì? Rất nhiều cách để cúng dường. Chúng ta nghe theo lời Phật, lời Bồ Tát dạy để bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, đó cũng gọi là cúng dường Phật, cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta tạo tôn tượng, tranh ảnh của Bồ Tát, của Phật gì, cũng chính là gì, cũng chính là cung kính cúng dường Phật và Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng, vân vân. Hay nói tóm lại chỉ một câu thôi, chúng ta gì, tin sâu nhân quả, tu học đạo đức, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, đó là gì, cung kính cúng dường gì Phật và Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Địa Tạng vậy. Thôi hôm nay đã hết giờ thì chúng ta xin được nghỉ ở đây. Nam mô Hoàn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tần Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Các quý vị xem kinh văn trang số 35. Ở trong văn kinh, Đức Phật lại tiếp tục bảo với Bồ Tát Vô Tận Ý như thế này.
nếu có người cần dùng thân của các tỷ khiêu, thân của Ưu Bà Tắc, thân của Ưu Bà Di mới có thể độ được, thì Bồ Tát Quan Âm liền hiện thân tỷ khiêu, thân của tỷ khiêu ni, thân của Ưu Bà Tắc, thân của Ưu Bà Di, dùng các thân như thế vì họ mà nói pháp. Ở đây chúng ta thấy rằng là Đức Phật bảo với Bồ Tát Vô Tận Ý rằng ạ, nếu ở thế gian có các thiện nam tín nữ muốn dùng thân tỷ khiêu và thân tỷ khiêu ni, thân của Ưu Bà Tắc và thân của Ưu Bà Di, tức là bốn chúng ở đệ tử của Đức Phật, hai chúng trong này, hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Tỷ khiêu là chỉ cho những người nam giới xuất gia thọ đại giới, tức là thọ 250 giới đó, gọi là các tỷ khiêu. Tỷ khiêu ni tức là người xuất gia thọ đại giới, thọ 348 giới đó, đó gọi là tỷ khiêu ni. Ưu Bà Tắc tức là những Phật tử nam, những nam cư sĩ, những Phật tử nam đã quy y Tam Bảo, gọi là Ưu Bà Tắc. Ưu Bà Di tức là những Phật tử nữ đã quy y Tam Bảo, đó gọi là Ưu Bà Di. Đó chính là bốn chúng đệ tử của Đức Phật, hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Ở đây Đức Phật nói rằng nếu có chúng sinh nào cần hiện thân tỷ khiêu, thân của tỷ khiêu ni, thân của Ưu Bà Tắc, thân của Ưu Bà Di mới độ được, thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện các thân đấy vì họ mà nói pháp. Ở trong lịch sử Phật giáo, ở trong sách Cao Tăng Truyện hoặc là Tục Cao Tăng Truyện, chúng ta thấy có khá nhiều những vị cao tăng, những vị thiền sư, những vị đại sư được coi là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Ví dụ như Phật giáo cận đại của Trung Quốc, Ngài Hư Vân Đại Sư được coi là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân cũng được coi là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta thấy vì sao mà các ngài lại gọi là coi là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát? Vì chính ở trong kinh này, Kim Khẩu Đức Bản Sư của chúng ta nói ra, người cần dùng thân của tỷ khiêu mới độ được vô lượng chúng sinh, vô số chúng sinh, thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện ra thân tỷ khiêu để độ cho vô lượng vô số chúng sinh. Ngài có thể trong cùng một thời điểm hiện ra rất nhiều thân hình khác nhau ở cùng một nơi chốn hoặc nhiều nơi chốn khác nhau để độ cho chúng sinh. Đây là cái thần lực của Bồ Tát Quán Thế Âm vậy. Hàng Bồ Tát sơ phát tâm, nhấn đến thất địa Bồ Tát trở xuống, nhấn đến thập địa Bồ Tát trở xuống, không thể làm được điều đó. Chỉ có hàng Đại Bồ Tát, Đẳng Giác, Diệu Giác, Viên Giác như là Quán Thế Âm mới có thể làm được điều đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy không chỉ hiện là thân tỷ khiêu, ở trong lịch sử Phật giáo chúng ta thấy Ngài cũng hiện là gì? Thân của tỷ khiêu ni, tức là những người gì? Những người nữ xuất gia thọ đại giới, làm gì? Bậc mô phạm cho gì? Cho ni chúng nương tựa. Ngài là bậc thầy mô phạm cho gì? Cho ni chúng nương tựa vào cái giới đức của Ngài á để tu tập. Vì chúng ta biết mà, nếu mà một vị tỷ khiêu á đến giáo giới cho gì? Cho bên ni chúng á, thì có những điều gì? Nó rất tế nhị, rất khó có thể làm được điều đó. Vì vậy mà Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài hiện làm thân tỷ khiêu ni ở trong đó để độ cho các vị tỷ khiêu ni, độ chắc cho các vị Thức Swamana và Sajini, cũng như là gì? Giới gì? Giới Phật tử nữ tại gia, vân vân. Có nghĩa là tùy căn cơ, tùy nhân duyên mà Ngài thể hiện ra các thân hình để hóa độ. Ở đây nói rằng gì? Cũng có lúc Ngài cần hiện là thân của cư sĩ Bà Tắc, tức là nam cư sĩ, thì Ngài cũng gì? Sẽ hiện là thân gì? Thân của nam cư sĩ để phổ độ chúng sinh. Hay như Địa Tạng Bồ Tát chẳng hạn, Ngài Lý Bình Nam là sư phụ của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không, được coi là gì? Hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thấy
các ngài, các Bồ Tát, các ngài Đại Bồ Tát, các ngài vì cứu độ chúng sinh cho nên các ngài thường thể hiện rất nhiều các loại thân hình, các loại tướng mạo ở trong các điều kiện hoàn cảnh nhân duyên khác nhau để mà phổ độ chúng sinh. Thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng tương tự như vậy, mà đặc biệt là đây trong kinh Đức Phật nói cái điều đó. Rồi á, cũng có trường hợp gì cần hiện thân là của các vị cư sĩ Yêu Bà Di, tức là vị nữ giới Quy Tam Bảo đó, mà điển hình là gì, là Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta thấy ở đây thì điển hình là Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây chính là gì? Một hóa thân của Đức Quán Thế Âm. Chúng ta thấy ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì Quán Thế Âm Bồ Tát tức là gì? Thân nam tử đại trượng phu tướng, đầy đủ tướng tốt và vẻ đẹp để trang nghiêm thân thể của mình. Nhưng mà ngài thì hiện ra ở thế giới Sa Bà Quái Nam Thiện Bộ Châu chúng ta này để phổ độ chúng sinh. Ngài thì hiện ra một cái tấm thân mà được rất nhiều tăng ni, tín đồ Phật tử Phật giáo Bắc Tông, hay còn gọi là Phật giáo Đại Thừa chúng ta, đặc biệt là Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Triều Tiên, Phật giáo Tây Tạng, những quốc gia đại đa số theo Phật giáo Bắc truyền này đều có gì? Có cái lòng tin thật là vững chắc vào Bồ Tát Quán Thế Âm. Đặc biệt là gì? Tin vào một cái tấm thân, một cái hóa thân, nói đúng hơn là tin vào một cái hóa thân của ngài. Đó là gì? Chúng ta hay thấy là gì? Ngài hay mặc một cái xuất hiện với một bộ gì, y phục màu trắng, thì hiện là thân một người gì, một người nữ giới. Các vị xem bộ phim Tây Du Ký đó, thấy không? Chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân nữ giới rất là tướng hảo, trang nghiêm, đẹp đẽ, hiền lành, đức độ, từ bi, trí tuệ, lại còn thần thông diệu dụng nữa, đó, vân vân. Vì sao ngài lại phải thể hiện là một cái thân nữ như vậy? Vì ở đây trong kinh Đức Phật nói người cần hiện là thân gì? Yêu Bà Di thì ngài hiện là thân gì? Cư sĩ Yêu Bà Di mà. Vậy Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là gì? Chữ bạch có nghĩa là trắng, là màu trắng. Chữ y có nghĩa là gì? Là áo. Chữ y có nghĩa là áo. Bạch y có nghĩa là gì? Mặc áo trắng. Mà mặc áo trắng ở đây có nghĩa là gì? Hiện thân cư sĩ. Nhưng cư sĩ ở đây là cư sĩ gì? Cư sĩ nữ. Ở trong kinh Phật gọi là cư sĩ Yêu Bà Di. Cư sĩ Yêu Bà Di. Trong mấy năm gần đây, Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch có cái văn bản chỉ đạo ở trong cái ngành văn hóa của họ. Đó là gì? Cấm các chùa ở miền Bắc, đặc biệt là các chùa gì? Có di tích lịch sử văn hóa, không được mang tượng Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát vào gì? Vào thờ trong gì? Trong chùa. Không được đem vào để thờ ở trong khuôn viên của chùa. Tôi cũng hỏi một số những vị làm công tác quản lý ngành văn hóa từ cấp huyện trở lên. Có một vài vị cán bộ văn hóa dẫn chứng và nói rằng cái tượng Bạch Y Quán Thế Âm này là cái văn hóa tín ngưỡng của gì? Của Phật giáo miền Nam, chứ không phải là văn hóa tín ngưỡng của Phật giáo miền Bắc. Trước đây văn hóa tín ngưỡng của Phật giáo miền Bắc không có thờ cái bà này. Đấy, họ gọi là không có thờ cái bà này, tức là gì? Không thờ cái bà Bồ Tát Quán Thế Âm Bạch Y này ấy. Họ nói là cái bà này. Thế họ giải thích rằng đây đấy, đấy có vị ấy còn giải thích là đây là gì? Là Phật giáo gì? Tiểu thừa. Phật giáo miền Bắc chúng ta là Phật giáo Đại thừa, không thờ cái bà Bạch Y Quán Thế Âm này, mà Phật giáo Đại thừa chỉ thờ gì? Thờ Phật A Di Đà,
rồi Tây Phương Tam Thánh ở trong gì, trong chùa thôi. Trên cao nhất là Tam Thế, rồi đến Tây Phương Tam Thánh, rồi đến Di Đà, rồi đến Thích Ca Tam Thánh, rồi đến Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào Bắc Đẩu và Tòa Cửu Long, rồi hai bên là Đức Ông Đức Thánh Hiền, rồi hai ngài hộ pháp, rồi có đi nữa thì Thập Điện Diêm Vương, vân vân. Cái văn hóa của Phật giáo Đại Thừa thì họ cho rằng trước đây chỉ có thờ như thế thôi, và mới chỉ có mấy chục năm gần đây thì Phật giáo Tiểu Thừa ở trong miền Nam đưa cái bà Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát ra ngoài miền Bắc này, đem vào thì làm hỏng hết cái cảnh quan, cái di tích của gì, của Phật giáo miền Bắc. Họ giải thích như thế. Chúng ta thấy họ giải thích rất là ấu trĩ, rất là thiếu hiểu biết về gì, về kiến thức Phật học, mà lại đi đòi gì, đòi giảng về kiến thức Phật học cho gì, cho những người chuyên môn nghiên cứu về gì, về Phật học, thậm chí là gì, chuyên tu tập về giáo lý của gì, của đạo Phật. Chẳng khác gì một người khách đến gì, đến để thuyết trình gì, thuyết trình ngôi nhà, thuyết trình cái gì, chân tơ cái tóc trong ngôi nhà cho gì, cho ông chủ nhà đã từng sống gì 70-80 năm ở trong cái ngôi nhà của họ. Thật là tức cười. Chúng ta biết rằng ấy, tín ngưỡng Phật giáo nó cũng thay đổi theo từng điều kiện hoàn cảnh lịch sử của gì, của dân tộc, đất nước, quốc gia ấy. Và đồng thời nó cũng thay đổi cái hình thái gì, tín ngưỡng cũng như thờ phụng theo gì, theo từng cái triều đại lịch sử của quốc gia dân tộc ấy. Chúng ta không thể cứ chấp là gì, Phật giáo miền Bắc trước đây không có thờ Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát ngoài sân, cho nên bây giờ không cho vào. Và Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát là tín ngưỡng thờ của gì? Của miền Nam, chứ không phải là Phật giáo miền Bắc. Thế một lần tôi mới hỏi cái ông cán bộ văn hóa đó gì, theo bác, đất nước Việt Nam của chúng ta, Bắc Nam là một hay là hai? Ông ấy bảo là đương nhiên Bắc Nam là một rồi. Sau 30 tháng 4 năm 1975 thì đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam là một rồi. Thế tôi mới hỏi là vậy Bắc Nam là một thì những cái nét đẹp văn hóa truyền thống của gì, của Phật giáo miền Nam, miền Bắc có thể dùng được không? Và ngược lại, những nét đẹp văn hóa truyền thống của Phật giáo miền Bắc, miền Nam, miền Trung chúng ta có thể dùng được không? Đương nhiên là được. Ở ngoài đời á, từ những nét đẹp văn hóa của nhân dân gì, miền Nam, miền Bắc chúng ta cũng có thể học tập và dùng. Ngược lại, những nét đẹp văn hóa truyền thống của miền Bắc, miền Nam, miền Trung cũng có thể học tập và sử dụng được. Đều ở trong một gì? Một quốc gia này. Đều ở trong một gì? Một cái nền pháp luật này. Đều ở trong một cái nền tảng pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này. Là một người lãnh đạo, anh phải biết làm sao để cho gì, người ta cố kết hòa hợp tôn giáo, người ta ở bên cạnh mình thì người ta gì, bảo vệ tổ quốc. Đằng này anh lại đi gì, anh lại đi gì, anh lại đi phân biệt để chia rẽ giữa đây là gì, là văn hóa Phật giáo miền Nam không được đem thờ ở gì, ở các chùa chiền miền Bắc. Tôi thấy cái điều đó là không ổn. Chúng ta biết nếu mà như vậy, miền Nam cách đây mấy chục năm về trước, các vị đại lão hòa thượng ở miền Bắc đem truyền cái văn hóa tư tưởng Phật giáo miền Bắc vào trong miền Nam. Điển hình như là chùa gì? Chùa Vĩnh Nghiêm, rồi chùa Nam Thiên Nhất Trụ và một số chùa nữa do các bậc tôn túc trưởng lão miền Bắc truyền bá Phật pháp vào đó. Miền Nam họ bảo gì? Các hòa thượng, các thầy vào trong này phải theo đúng như văn hóa tín ngưỡng của Phật giáo miền Nam chúng tôi mới cho gì, mới cho sinh hoạt. Có như vậy không? Chắc chắn không. Nếu mà các thầy ở trong miền Nam
và những người gì, những người cán bộ trong miền Nam họ làm như vậy á, thì bây giờ làm gì có chùa Vĩnh Nghiêm, làm gì có chùa Nam Thiên Nhất Trụ. Chùa Nam Thiên Nhất Trụ trong đó gì, hòa thượng xây cái chùa gì, chùa Một Cột, đem cái bản sắc, cái văn hóa của Phật giáo miền Bắc, đặc biệt là gì, cái ngôi chùa Một Cột vào kiến trúc xây dựng cái chùa, chùa Nam Thiên Nhất Trụ. Tăng ni Phật tử trong miền Nam gì hoàn toàn ủng hộ cái biểu tượng cái chùa gì, chùa Một Cột là cái biểu tượng của Phật giáo thủ đô Hà Nội, tức là biểu tượng của Phật giáo gì, Việt Nam của chúng ta. Nếu họ bảo là họ phân biệt, họ bảo là chùa Một Cột thì ở Hà Nội đem về Hà Nội mà xây dựng, miền Nam chúng tôi thì không chấp nhận, tăng ni Phật tử miền Nam không chấp nhận, chính quyền miền Nam không chấp nhận, thì đất nước của chúng ta sao đây? Cho nên ở đây thì đáng lẽ ra thì tôi không nói đâu, cái nó là nó liên quan tới vấn đề nhạy cảm một chút, nhưng mà nhìn một số những cái cán bộ làm công tác văn hóa có phải có thể nói thì họ thiếu hiểu biết, cho nên họ mới nói rằng họ phân biệt rằng thờ tục thờ Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát là gì, là văn hóa của Phật giáo miền Nam, cho nên không cho đem ra miền Bắc. Cho nên tôi thấy cái câu nói như thế tôi mới gì, tôi mới hôm nay tôi mới phải nói thôi. Cái này các vị phải biết là cái nguồn gốc sâu sắc của nó, vì sao mà hơn chục năm trước Bộ Văn hóa ra cái văn bản là tạm thời không đem gì các tôn tượng Bạch Y Quán Thế Âm vào thờ các trong gì các di tích của Phật giáo, đặc biệt là khu vực phía Bắc. Ngày đó thì tôi mới xuất gia, đang đi học trung cấp, tôi được thị giả cố hòa thượng chùa Hương, cũng có gần gũi một số gì các lãnh đạo cấp cao của Đảng, của Nhà nước. Tôi cũng thị giả hòa thượng, cố hòa thượng, và được biết gì vì lý do gì mà Bộ Văn hóa lúc bấy giờ lại có cái văn bản ấy. Lý do làm sao? Cái này nó rất tế nhị trong vấn đề gì? Tôn giáo và chính trị. Nhưng mà ở đây thì tôi cũng phải nói về việc nó đã qua rồi thì mày nói lại chẳng chết ai, chẳng hại ai. Đó gì? Đó là cái thời đó một số các tổ chức phản động nó dùng cái đồng tiền, nó núp trên cái danh nghĩa là gì? Cúng dường các chùa. Họ cúng dường về gì? Hàng nghìn, hàng vài nghìn pho tượng Quán Thế Âm. Rồi cúng tượng rồi lại còn gì? Cho tiền nữa. Để xây thì xây xây lầu Quán Âm. Mỗi chùa gì mà đăng ký mà được ấy, thì phải được 20 triệu hoặc triệu cho đến 30 triệu hoặc 50 triệu tùy theo ngôi chùa nào thỉnh tượng lớn, làm đài Quán Âm, lầu Quán Âm lớn thì họ cho nhiều. Và sau này nhà nước chúng ta phát hiện ra gì? Đứng đằng sau cái vấn đề cúng dường hàng mấy nghìn pho tượng từ nước ngoài về Việt Nam đó có vấn đề chính trị. Cho nên ấy, mới tạm thời là gì? Ra cái văn bản thì chúng ta tế nhị, không thể ra văn bản ấy được mà phải ra văn bản tế nhị như vậy. Nhưng cho đến bây giờ cái đó nó đã qua rồi, qua từ lâu, khoảng chục năm nay, hơn chục năm nay rồi. Vậy mà vẫn còn có những cái cán bộ thiếu hiểu biết, thiếu nghiên cứu, cho nên cho rằng cái văn hóa đó là văn hóa của gì? Tín ngưỡng Phật giáo miền Nam. Đó. Cho nên cái này tôi nghĩ rằng tới đây Bộ Văn hóa phải có cái gì? Phải có cái chấn chỉnh lại để cho bà con tín đồ Phật tử họ yên tâm, họ tu tập và họ yên tâm, họ thờ kính gì? Thờ kính các vị Phật, các vị Bồ Tát ở trong tôn giáo của họ. Chúng ta thấy ở Đà Nẵng cố bí thư Thành ủy Đà Nẵng bác Nguyễn Bá Thanh ấy, và một số các doanh nghiệp cũng như nhân dân tín đồ Phật tử ấy, cho xây một tôn tượng ấy,
Bồ Tát Quán Thế Âm gần 70 mét, đứng sừng sững giữa giữa chùa Linh Ứng, giữa trước cửa chùa Linh Ứng, nhìn ra Biển Đông. Đấy là tượng gì? Tượng Bạch Y Quán Thế Âm đấy. Chúng ta thấy Đà Nẵng á, trước đây thì rất là nghèo. Khi mới tách tỉnh từ Quảng Nam ra với Đà Nẵng rất là nghèo. Nhưng bằng cái sự tài tình, sự lãnh đạo tài tình, có tâm của gì? Của người đứng đầu, của người lãnh đạo đứng đầu. Người có cả trình độ, cả tâm huyết với dân tộc, với đất nước và với cả đạo pháp, lo cho cả gì? Cái tín ngưỡng của bà con nhân dân. Thế được nhân dân gì? Ủng hộ. Vừa rồi tôi đi, hồi cuối năm tôi đi vào trong đấy, tôi nghe mấy chú lái taxi chở chúng tôi đi trên đường, chú nói rằng khi mới tách tỉnh, nhân dân chúng con trong này nghèo lắm. Lúc đó bác Thanh, bác phải đứng lên để vận động nhân dân là gì? Góp tiền. Hai bên gì? Hai bên bờ sông Hàn góp tiền để xây cái cầu sông Hàn cũ. Các hộ gia đình phải góp tiền gì? Xin trung ương còn không không được, xin chưa kịp, đất nước nó cũng còn khó khăn. Cho nên hai nhân dân gì? Góp tiền để xây cái cầu nối hai hai cái bờ sông Hàn. Đó cho nên chúng ta thấy rằng nếu mà bảo là cái mà tượng Quan Âm Bồ Tát là văn hóa miền Nam thì Đà Nẵng là gì? Là miền Trung. Tại sao lại gì? Lại thờ được? Hay nếu nói là văn hóa miền Trung và miền Nam, miền Bắc không thể thờ được á, thì tại làm sao Đảng nhà nước còn gì? Còn vận động và nhất trí cho gì? Các tổ chức giáo hội Phật giáo Việt Nam được gì? Được đoàn kết hòa hợp và thống nhất thành một giáo hội Phật giáo Việt Nam duy nhất vào gì? Năm 1981 nữa. Nhà nước thống nhất, giáo hội thống nhất. Giáo hội thống nhất đương nhiên là cái gì? Cái gì tốt đẹp nhất ở trong truyền thống gì? Trong các hệ phái tư tưởng Phật giáo cũng phải được gì? Phải được thống nhất và phải được gì? Chấp nhận. Anh không thể chấp nhận cho cái người ta cái hình thức mà không thể không chấp nhận cho người ta gì? Cái nội dung. Đó cho nên á, lắm khi mà ngồi nghe mấy cái vị cán bộ là nửa răng nửa đèn, họ nghĩ là gì? Họ là người quản lý tôn giáo, họ muốn nói thế nào thì nói. Không thể thế được. Anh quản lý anh phải biết người ta anh mới quản lý được. Mà anh muốn biết thì anh phải học, anh phải đọc, anh phải nghiên cứu. Ngay bây giờ chúng tôi chẳng hạn, nếu mà muốn nói một cái gì đó về ngoài cái tổ chức tôn giáo của mình, chúng tôi cũng phải học, phải đọc và phải nghiên cứu đã thì mới gì? Mới dám nói. Không thể nói bừa được. Tôi muốn nói về giáo lý, giáo luật của gì? Của các tôn giáo bạn thì tôi phải học, phải đọc và nghiên cứu về gì? Tôn giáo bạn tôi mới gì? Mới dám mở mồm nói. Chứ tôi nói bừa ra mà không đúng với giáo lý, giáo luật của các tôn giáo bạn, người ta bổ cho tôi chết ngay. Người làm quản lý nhà nước cũng phải vậy. Đảng nhà nước cho anh đi ăn, đi học, giao cho anh cái gì? Cái trọng trách làm cái mảng đó mà anh gì? Anh lười học, lười đọc, lười nghiên cứu. Anh lợi dụng vào cái quyền hạn mà Đảng nhà nước giao cho anh, anh đi phán bừa lung tung, anh đi nói gì chia rẽ tôn giáo, chia rẽ dân tộc, như thế là không được. Đó. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy học qua kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn của Bồ Tát Quán Thế Âm 25 này, chúng ta thấy ở đây là được nói ở trong kinh trên 2500 năm trước, Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta nói ra Quán Thế Âm Bồ Tát ngài có thần lực, có thần thông vì cái tâm đại hùng đại lực đại từ bi của ngài, vì cái chí nguyện giáo hóa độ sinh của ngài, cho nên ngài dùng gì? Dùng rất nhiều các loại hóa thân để hóa độ chúng sinh. Nay chúng ta thờ cái tôn tượng Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát, đó chính là gì? Một cái biểu tướng, một cái biểu tượng, một cái hóa thân của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát
thì hiện đã làm thân gì? Nữ cư sĩ, gọi là gì? Bạch y Quán Thế Âm Bồ Tát. Để dễ dàng tiếp cận gần gũi với gì? Với đặc biệt là bên nữ giới, bên chị em phụ nữ, hay mình gọi là bên nữ giới. Đó. Chúng ta thấy tượng Quán Thế Âm Bồ Tát thờ ở trong gì? Các chùa cổ của Phật giáo Việt Nam khu vực phía Bắc, tức là tượng Tây Phương Tam Thánh thờ ở trên chùa đó. Chúng ta thấy tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát thường là đầy đủ trượng phu tướng, nam tướng, đầy đủ cái gì? Tướng của nam, cùng với Bồ Tát Đại Thế Chí, tướng gì? Hơi hao hao gì? Giống nhau. Các chùa cổ của Phật giáo Việt Nam ở khu vực phía Bắc thì thường thường thờ trên cao là gì? Là Tam Thế Phật. Dưới Tam Thế Phật là gì? Là Tây Phương Tam Thánh. Các quý vị đến tất cả những ngôi chùa cổ từ thời nhà Tiền Lê, thời nhà Lý, thời nhà Trần, chúng ta thấy đều thấy tôn tượng Tây Phương Tam Thánh thờ trong ngôi chùa cổ đó là gì? Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thể hiện là gì? Là thân tướng của gì? Của nam. Giống như trong kinh Đức Phật nói thế giới Tây Phương Cực Lạc không có gì? Không có nữ nhân. Nhưng mà sau này có lẽ xuất phát từ một gì? Từ một hóa thân nào đó của Đức Quán Thế Âm. Cho nên á, Việt Nam chúng ta, Phật giáo Việt Nam chúng ta bắt đầu có cái tục thờ là gì? Tượng Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Đặc biệt là bà con ở gì? Ở khu vực gì? Ven biển, từ miền Trung trở vào, đặc biệt là khu vực phía Nam. Văn hóa giao thoa ở trong một quốc gia, cái chuyện gì? Cái chuyện học tập qua lại lẫn nhau, cái gì mà nó đưa vào lòng người được, khiến cho mọi người hoan hỉ và chấp nhận, thì chúng ta thấy đều có thể gì? Dùng làm phương tiện để dẫn dắt chúng sinh vào đạo được. Dùng được. Tôi nhớ lại là khoảng độ năm 2002, 2003, 2004, do cái có cái công văn của Bộ Văn hóa Thông tin chỉ đạo xuống gì? Đến công văn của tỉnh, tỉnh chỉ đạo xuống huyện, huyện ra công văn gì? Một số chùa đã xếp hạng di tích, đã lập gì? Lập được cái lầu Quan Âm và thờ ở trong trong chùa rồi. Nhưng chính quyền địa phương ép cái chùa đó là gì? Ép vị sư đó và các già vãi ở cái chùa đó gì? Phải đập bỏ lầu Quan Âm, phải bỏ cái tượng Bạch Y Quán Âm ra khỏi gì? Khỏi ngôi chùa. Được xây lầu rồi, được thờ rồi, an vị rồi, mà chính quyền địa phương còn đến ép bỏ, đập bỏ như vậy. Và những tôi biết ít nhất là có gì? Có 2-3 thầy là bạn học cùng với tôi ấy, phải khóc sướt mướt và phải đi về gì? Để họp dân và phải đập, chuyển bỏ cái lầu Quan Âm đã xây xong đàng hoàng thờ 2-3 năm rồi. Phải bỏ. Đây là cái cách làm việc gọi là gì? Máy móc. Cách làm việc gọi là máy móc. Cách làm việc gọi là gì? Thiếu hiểu biết của một số gì? Một số bộ phận của cái ngành lãnh đạo văn, của văn hóa. Ở đây không phải là tôi chỉ trích, nhưng mà tôi đây là nói có sự thực. Nếu các vị mà cần điều tra, khảo cứu lại cái lời tôi nói ngày hôm nay, đến tôi đưa đến cái chùa đó, các bạn tôi cùng học đó ngày xưa, khi cùng học với nhau, các thầy phải gì? Phải khóc mà phải đi về để chuyển tượng đi, và nói là nếu mà không chuyển đi thì họ đuổi sư, họ không cho sư ở trong chùa nữa. Cho nên phải rớt nước mắt, gạt nước mắt mà chuyển gì? Chuyển tôn tượng Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát đã được thờ trong lầu Quan Âm ra khỏi cái ngôi chùa thân yêu của mình. Đây là một cái sự rất đau lòng. Giáo hội gì? Lúc đó không ai lên tiếng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng
nó cũng là một cái có thể gọi là một cái pháp nạn nho nhỏ của một số những cái ngôi chùa đó ở trong cái thời điểm nhất định đó, mà phải gì gạt nước mắt để phá bỏ những cái lầu Quan Âm và cái tôn tượng Bồ Tát đó. Ở trên chùa Tản Viên, ngày xưa tôi mới lên tiếp nhận cái chùa đó cũng vậy, có một cái pho tượng Bạch Y Quan Âm, không biết các Phật tử và nhân dân đem rước lên thờ từ bao giờ, nhưng khi tôi lên đó, một vài vị cán bộ văn hóa trên đó thì cũng bắt tôi là phải phải đập bỏ, không được thờ nữa, vì đó là Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Các vị biết tôi làm cách nào? Tôi đem từ Bạch Y tôi sơn gì, tôi sơn màu xanh thành gì, thành Thanh Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Đấy, tôi để ở chỗ giếng gì, giếng Quan Âm đấy, tôi sơn màu xanh. Ông bảo là không được thờ tượng Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát, thế đâu đây tôi gì, tôi sơn rồi ngài là gì, màu xanh là Thanh Y Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là ngài mặc y màu gì, màu xanh, có phải là y màu trắng đâu. Cái ông gì, ông cấm là gì, ông bảo dơ văn bản nữa, ông bảo là cấm là thờ Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát, thì tôi đâu có thờ ngài Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi sơn màu xanh thành Thanh Y Quán Thế Âm Bồ Tát, thế là gì, cái lý với tôi thế là không không làm gì được, thế là phải gì đi về. Đó, bảo tôi là đem cái văn bản của Ủy ban nhân tỉnh Hà Tây ngày đó lên để nói rằng là đây văn bản đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tây chỉ đạo đấy, các chùa chiền không được thờ Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi bảo bác ra bác xem, đấy có phải Bạch Y đâu, ngài là Thanh Y đấy chứ, đứng ở trên giếng Quan Âm các vị lên bây giờ vẫn thấy đấy, Thanh Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Đấy, không phải là tôi lách luật, nhưng mà để cãi nhau với những cái người họ gì, họ đã cố tình không hiểu thì mình không làm sao cãi được, mình là ông sư làm sao mà cãi được họ, họ lại họ nói họ bảo là họ gì nắm pháp luật ở trong tay thì mình chịu rồi, mình làm sao mà cãi được pháp luật, không có ai có quyền cãi pháp luật cả. Đó, pháp luật là pháp luật, nhưng chúng ta biết là Việt Nam chúng ta đôi khi những người viết luật họ ngồi trong nhà kính, các đại biểu quốc hội vẫn nói đấy, các đại biểu quốc hội bây giờ thì chính các đại biểu quốc hội họ còn tranh luận, họ còn nói là nhiều các bộ ngành ra những cái dưới cái nghị định là gì, cái thông tư à? Đó, vừa viết ra gì vừa đưa ra hôm trước hôm sau lại phải gì ạ, lại phải bãi bỏ, vì sao, vì không phù hợp với cái nếp sống của gì của dân tộc Việt Nam chúng ta. Rồi nữa có khi là vừa ra đấy nghiên cứu và để đem so sánh với luật đó, luật là một cái bộ gì là cái cương lĩnh cao nhất và cái gì cái mình gọi là cái nền tảng cao nhất, sau đó mới đến gì thông tư nghị định vân vân gì đó. Đấy, tôi không rõ lắm về cái đó vì tôi không nghiên cứu sâu về cái đó, cho nên nhưng mà chúng ta thấy thì luật là cao nhất, nhưng mà đem so sánh với luật đó, có khi lại sai, cho nên các đại biểu quốc hội người ta mới bảo các anh ngồi trong gì ngồi trong nhà mát để anh nghĩ ra luật thì chắc chắn là xa vời với cuộc sống thực tế bên ngoài, đương nhiên đưa ra là gì là không được chấp nhận. Rồi hôm nay thì giảng đến cái đoạn mà gì mà Bồ Tát Quán Thế Âm dùng các hóa thân như vậy mà có những cái việc gì thực tế, cái này nó xảy ra gì là mấy năm về trước, tất nhiên bây giờ thì nó nhẹ nhàng hơn rồi, bây giờ thì một số các tổ chức lợi dụng vào cái vấn đề là cúng tượng về để mua chuộc lòng tăng ni tín đồ Phật tử để hoạt động chính trị đó, thì bây giờ nó gần như là không có nữa, cho nên cái vấn đề đó bây giờ chúng ta thấy trong cuộc sống nó cũng cũng tế nhị đi một chút, làm thì nó cũng nhẹ nhàng hơn. Đó, nhẹ nhàng hơn ở Việt Nam chúng ta tôi thấy là cứ thỉnh thoảng có nó lại rộ lên một cái gì đó. Đấy, cái lúc đó là một thời ngày xưa từ năm 99 2000 22 23 2004 đó, 2005 đó thì rộ lên cái vấn đề gì cấm nhà chùa thì đặt tượng Bạch Y Quán Thế Âm. 3 4 năm trước đây á thì là gì? Rộ cấm cái vấn đề gì? Đặt tượng sư tử đá ở trong chùa. Đó.
Đặc biệt là cái vụ gì? Trung Quốc đem giàn khoan Hải Dương 981 vào biển Đông của Việt Nam chúng ta đó. Bắt đầu là chúng ta mới gì? Từ Bộ Văn hóa đến Sở Văn hóa đến các ngành gì? Văn hóa bảo tồn bảo tàng mới bắt đầu ra thi nhau gì? Ầm ầm, kể cả giáo hội lúc đó cũng mới gì? Thi nhau nói này. Ra văn bản và chỉ đạo thì không được thờ gì tượng sư tử đá ở trong gì? Trong chùa. Chúng ta thấy cái tục thờ sư tử đá ở trong chùa không phải là của văn hóa Trung Quốc, mà là văn hóa này là văn hóa của Phật giáo Ấn Độ. Nhưng có cái thì chúng ta thấy cái tượng sư tử đá nguyên bản của nó là gì? Là ở gì? Ở Phật giáo của Ấn Độ. Chúng ta thấy gì? A Dục Vương, ngài sau khi mà gì? Mộ Phật, ngài cho xây gì? Các cột trụ đá để đánh dấu gì? Những cái nơi quan trọng của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta, nơi đản sinh, ở nơi xuất gia, nơi thành đạo, nơi chuyển pháp luân và nơi nhập niết bàn đều có các trụ đá đó, và những nơi gì? Những nơi thánh tích quan trọng của Phật giáo Ấn Độ đều được A Dục Vương cho xây những cái trụ đá đó. Chúng ta biết trên cái đỉnh trụ đá là hình con gì? Hình của con sư tử. Vì sao lại trên đỉnh cột đá là đặt hình của con sư tử? Vì ở trong kinh A Hàm có một bộ kinh Đức Phật nói là Như Lai bậc trí chân chính đẳng chính giác. Đức Như Lai bậc trí chân chính đẳng chính giác xuất hiện nơi đời, ngài đem tiếng pháp để giáo hóa phổ độ chúng sinh. Tiếng pháp âm của ngài á, khi mỗi khi được phát ra, làm cho thiên ma ngoại đạo đều kinh sợ. Giống như ở trong gì? Trong một gì? Một cánh rừng gì? Rừng rậm. Khi mà tiếng của một con gì? Con sư tử chúa, tức là con sư tử đầu đàn, nó gầm lên thì tất cả muông thú, chim muông ở trong rừng đều gì? Đều hoảng loạn và đều gì? Đều sợ sệt mà bay gì? Bay tán tác và bỏ chạy, cục đuôi bỏ chạy với nhau. Tương tự như vậy, Đức Phật nói rằng bậc Như Lai trí chân đẳng chính giác xuất hiện nơi đời, đem pháp âm vi diệu để tuyên thuyết về diệu pháp, tuyên thuyết về chính pháp, thì khiến cho gì? Các ngoại đạo dùng tà pháp để mê hoặc lòng người trước đây đều phải gì ạ? Đều phải cúm rúm và bỏ chạy, và đều phải quy phục, giống như các thú đều quy phục dưới gì? Đều quy phục dưới tiếng gầm của con sư tử chúa ở trong gì? Trong đại ngàn kia vậy. Và Như Lai được ví như gì? Con sư tử chúa. Và các ngoại đạo, các tôn giáo ngoại đạo Ấn Độ thời bấy giờ thường dùng tà pháp để mê hoặc lòng người, dựa vào đức tin của gì? Của nhân dân quần chúng để lừa gạt họ á. Thì nay được gì? Được pháp âm vi diệu của Đức Như Lai tuyên thuyết lên, gióng lên, vang lên như tiếng con gì? Con sư tử chúa gầm ở trong rừng xanh kia. Muôn thú đều phải gì? Sợ sệt, hoảng loạn và bỏ chạy. Ngoại đạo cũng như thế. Giống như loài chim muông thú rừng kia. Phật giống như con sư tử chúa kia vậy. Cho nên từ đó chúng ta thấy những biểu tượng sư tử được khắc và được thờ, được điêu khắc và được thờ phụng ở trong gì? Trong các cơ sở tín ngưỡng của Phật giáo Ấn Độ. Và khi Phật giáo Ấn Độ truyền sang Phật giáo gì? Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam, rồi Phật giáo Tây Tạng. Chúng ta thấy các quốc gia đó cũng gì? Cũng có những cái hình thù, có cái gì? Hình tượng của con sư tử được tạc và được thờ ở trong gì? Trong các ngôi chùa đó. Các vị đi xuống gì? Chùa Phật Tích ở Bắc Ninh, được xây dựng ở thời nhà Lý ở Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy cũng có gì? Các linh vật như con trâu, rồi con gì? Con sư tử, rồi một số các con gì? Các loại linh vật ở thời đó được gì? Được khắc và được thờ ở dưới chùa Phật Tích đó, từ triều đại nhà Lý. Nhưng chúng ta thấy bây giờ ở Việt Nam chúng ta thì cái sự giao thoa văn hóa
Chúng ta thấy thì mà cái giao thoa, cái văn hóa của Trung Quốc thì phải nói là gì? Họ rất mạnh. Cái nghệ thuật điêu khắc, tạo hình của họ phải nói là gì? Đạt đến cái đỉnh điểm. Cho nên á, ở Việt Nam chúng ta thì cái nghệ thuật điêu khắc của chúng ta có phải phải nói gì? Có những ngành thì chúng ta vượt trội, nhưng có những cái thì, những ngành thì đặc biệt là cái điêu khắc về tôn giáo này, chúng ta có phần là rất nhiều phần là đi sau họ. Cho nên cái sư tử, cái mẫu sư tử của Trung Quốc họ ra bao nhiêu thì các nhà điêu khắc của tượng đá sư tử của Việt Nam chúng ta phần lớn là gì, là có ở trên mạng rồi đem tạc giống hệt như thế. Do đó thì các sư cũng như các tăng ni Phật tử chúng ta, cũng như một số các gì, các nhà đền, nhà đình, nhà, các ban quản lý đình đền miếu mạo là gì? Thấy đẹp, rồi các doanh nghiệp, những người dân thấy cũng đẹp, cho nên là gì? Liền thỉnh, liền mua để cúng vào đình chùa miếu mạo. Mà tại sao lúc đó nếu mà mọi người không ưng thì sao không ấy ngay từ đầu đi, làm ngay từ đầu đi, mà để xảy ra cái chuyện đó, có chuyện đó khi đó mình mới vốt đuôi để đi cấm. Đi cấm thì lúc đó đã mang hết đầy vào trong đình chùa miếu mạo rồi, bỏ đi đâu, bảo đem bỏ đi đâu. Bỏ đi đâu thì nó vẫn ở trong cái đất nước này mà. Nó bỏ ra trôi ra sông thì cái sông vẫn là con sông của đất nước của chúng ta mà. Hay đem lên rừng thì nó vẫn là rừng của Việt Nam chúng ta mà. Đem lên núi nó vẫn là núi Việt Nam chúng ta mà. Cho nên tới đây phải nói là chúng ta thiếu cả một gì? Một cái sự nghiên cứu lâu dài về cái nghệ thuật gì? Tạo hình và quản lý. Cái vừa qua tôi đi vào trong Đà Nẵng, tôi thích đôi sư tử đá. Nhưng mà tôi biết là gì? Biết là không muốn có cái tiếng xì xèo. Tôi làm theo cái mẫu gì? Mẫu sư tử đá ở trong gì? Trong kinh Tảnh Huế, trong người. Trong kinh đô. Tôi làm gì theo cái mẫu ở trong kinh đô. Cũng kinh đô Huế của chúng ta như vậy, chả ai nói được nữa. Đó là gì? Vẫn là sư tử đá, nhưng tôi lấy theo cái mẫu của ở trong kinh đô ấy. Bảo bây giờ ai bảo, ai dám gì, dám bảo là cái này không được thờ trong chùa. Tôi bảo nếu không được thờ trong chùa thì các ông đi vào thì vào kinh đô Huế chúng ta để bắt ban quản lý di tích của ở trong kinh đô thế là bỏ đi. Năm khi chúng ta cũng phải nghiên cứu một chút, chứ khi muốn thờ cái gì phải nghiên cứu một chút là như thế. Chúng tôi thường thường cũng phải hay nghĩ một chút, sâu sâu một chút như vậy. Không có sau này thì hoặc một lúc nào đó nếu xảy ra một cái chuyện gì đó họ lại thì lại cấm tiếp, thì chúng ta lại vướng, lại lằng nhằng ra thì lại khổ ra. Ở đây thì mình phải nói với nhau là cái gì mà nó là cái nét đẹp văn hóa của nhân loại, chúng ta học được cái gì để đem gì phục vụ tốt cho con người, cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam chúng ta, thì chúng ta có ngại ngần gì đâu. Bây giờ xin nói với các quý vị, chúng ta mà không gì, không tiếp thu kịp những gì cái nền văn hóa văn minh trên thế giới á, thì chúng ta gì chắc chắn sẽ bị tụt hậu. Dân tộc của chúng ta gì sẽ lẹt đẹt mãi không ngóc đầu lên được, mà thậm chí còn không giữ được bờ cõi nữa. Tôi nói như vậy cũng có thể thì có người sẽ nghĩ là tôi thế này thế nọ thế kia đấy, nhưng mà không sao. Nhưng các vị cứ nghĩ lại đi, nói tôi thế nào cũng được, nhưng các vị cứ nghĩ lại xem, nếu chúng ta bây giờ bảo là không tiếp nhận cái văn hóa của châu Âu, của phương Tây, thì bây giờ xin lỗi các quý vị, tất cả những cái công nghệ cao của gì chúng ta đang dùng đó, đa số là gì? Là công nghệ thì do trí tuệ của con người phương Tây họ nghiên cứu ra đó. Ví dụ như cái máy gì? Cái máy điện thoại này này, chúng ta đang gọi với nhau hàng ngày này này. Đó cũng là gì? Cái chất xám và trí tuệ của con người phương Tây họ nghĩ ra là chính.
rồi họ bán công nghệ, hoặc là họ gì đem sản xuất ở các nước châu Á của chúng ta, đặc biệt là sản xuất gì bây giờ được sản xuất rất nhiều ở ở Trung Quốc. Rồi kể cả gì những vũ khí khí tài tối tân của quân đội Việt Nam chúng ta đang có bây giờ, của nhà nước chúng ta đang có bây giờ, thì phần lớn đều là gì, là trí tuệ của phương Tây, của châu Âu, của Nga. Tôi xin lỗi các quý vị, cái bát ăn cơm của chúng ta, cái nồi cơm điện của chúng ta nấu hàng ngày, chúng ta xem xét lại trong nhà của chúng ta có bao nhiêu thứ là đồ dùng vật dụng là gì, là của Việt Nam chúng ta sản xuất, và bao nhiêu đồ dùng vật dụng là gì, do nước ngoài sản xuất. Cái nước ngoài sản xuất là trí tuệ của họ, chúng ta bỏ tiền ra chúng ta gì mua cái trí tuệ của họ, chúng ta về chúng ta sử dụng, những phụ dụng là làm sao nó phù hợp. Tất nhiên không phải cái gì cũng có thể mua về mà bỏ hết cái văn hóa, cái bản sắc của đất nước chúng ta thì không được, cái đó thì không ai chấp nhận rồi. Cho nên là ở đây khi mà động đến một cái chuyện gì, một số những cái vị mà mình gọi là ở xã hội người ta gọi là những vị anh hùng bàn phím, không biết đúng sai phải trái thế nào, liền bổ nhào vào cái chửi cho đá miệng. Nhưng không biết khi mình quay lại là mình gì, mình nghĩ xem mình chửi người ta, mình đã xứng đáng để chửi người ta hay chưa. Đó. Điều đó chúng ta thấy kể cả một số những người nổi tiếng, thậm chí vừa chiều hôm trước đi chửi, hôm sau lại về gì phải đăng tin để xin lỗi. Đó là những cái gì, những cái trào lưu gọi là thấy cái số đông họ lên án thì mình cũng lên án ngay lập tức, lên án ngay, không biết đó là đúng hay sai, không nghiên cứu là đó là đúng hay sai đã. Đấy là những cái theo gọi là ở cái văn hóa bây giờ gọi là văn hóa số đông, văn hóa trào lưu, văn hóa số đông. Cái đấy không biết đúng hay sai, cứ nghe thấy đọc. Cho nên bây giờ ở đây thì chúng tôi mới thôi trở lại bài mới nói này. Đây là cái trở lại cái bài nói này, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói tóm lại, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài có thể gì vì bi nguyện dùng đại thần thông lực mà thể hiện các thân hình để giáo hóa độ sinh. Chúng ta không có quyền để nói rằng ngài không được dùng cái thân đó hay gì, hay là không được thờ cái gì, cái tượng đó ở trong chùa, ở trong khuôn viên của chùa. Tất nhiên thì với những cái ngôi chùa mà cổ kính, mà khang trang, trang nghiêm rồi, có cái bề dày lịch sử rồi, thì ngành văn hóa muốn giữ lại thì cái nét đẹp cổ kính truyền thống, thì nếu mà là tăng ni chúng ta chủ trì ngôi chùa đó thì chúng ta cũng phải thì cũng hoan hỷ và chấp nhận. Nhưng mà những ngôi chùa, các vị, ngôi chùa mới được xây dựng lên, mới được khôi phục lại từ cái đống đổ nát, không có cái gì cả, thì họ thờ thì chúng ta cũng phải gọi là các cụ ngày xưa nói thôi mắt nhắm mắt mở mà tạo điều kiện cho. Cái luật thì đã chót ban ra rồi, bây giờ thu hồi về thì khó, cho nên cũng phải gì ạ, phải có cách để mà lách làm sao đó để cho tăng ni, cho tín đồ, cho Phật tử họ cũng hoan hỷ, nó không tạo thành cái điểm nóng ở trong gì, trong địa phương, trong khu vực. Không có bên thì cấm, bên thì cố rước về, bên thì gì cố cấm, nó tạo thành cái điểm nóng, mà điểm nóng thì lại làm sao, lại mâu thuẫn giữa chính quyền với tôn giáo, với tăng ni, mà tạo thành cái mâu thuẫn giữa tăng ni, Phật tử với chính quyền địa phương á, thì cái này chúng ta biết là cái thế lực thù địch bên ngoài nó rất mong cái điều này, nó rất chờ cái điều này, chờ một ngày nào đó mà giữa tăng ni, Phật tử và các tín đồ tôn giáo, giáo bạn ở trong cả đất nước này đều mâu thuẫn với chính quyền, họ đứng lên gì, họ lợi dụng cái việc đó, họ đòi lật đổ chính quyền để
thành lập một cái chế độ cai trị mới, thì khi đó không biết là đất nước chúng ta nó như thế nào, chả ai biết trước được. Cho nên bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu công sức của gì, của bác, của đảng, của cả dân tộc của chúng ta, đổ bao nhiêu xương máu, bao nhiêu mồ hôi công sức, bao nhiêu nước mắt xuống cái mảnh đất hình chữ S, đất mẹ thân yêu này rồi, thì chúng ta phải thôi, tốt nhất là cũng cùng nhau giữ gìn và bảo vệ, làm sao đó để đừng cho có cảnh nồi ra sáo thịt, đừng cho có cái cảnh là chiến tranh loạn lạc đau thương. Chúng ta đang yên ấm thanh bình như thế này chẳng quý lắm sao? Cha ông của chúng ta ngã xuống vì vì chúng ta, cũng chỉ mong cho gì, nhìn thấy chúng ta được hưởng một cuộc sống thái bình thịnh trị. Các tôn giáo, các tín ngưỡng ở trong đất nước này sống hài hòa với nhau, giữa chính quyền từ cấp trung ương đến địa phương và các tôn giáo cũng như người không theo tôn giáo cùng sống hài hòa với nhau, đều chấp hành pháp luật. Còn mà tất nhiên pháp luật thì anh ra pháp luật anh cũng phải phải nghĩ đến cái gì, nghĩ đến người khác nữa. Anh không chỉ có ngồi trong nhà kính anh thích viết thế nào thì viết. Đó. À, ở đây thì thôi, hôm nay thì nó tiện ở đây thì chúng tôi nói hơi nhiều, nhưng mà có nói như vậy á thì người ta mới biết được cái gì người ta làm sai thì người ta phải sửa. Chứ anh không thể làm sai mà anh gì, anh cứ nghĩ anh làm đúng mãi được. Người dân á, trình độ của người ta gì bây giờ nó không như ngày xưa nữa, anh không thể nào là áp đảo người ta, mắng người ta, chửi người ta và đè đầu gối cổ người ta được. Tăng ni Phật tử bây giờ cũng vậy, anh làm đúng thì người ta tin, người ta theo, người ta bảo vệ, người ta gì giúp đỡ anh, người ta theo anh. Anh mà làm sai mà cứ áp đảo người ta thì người ta phải bùng nổ thôi, và đến khi đó không biết cái gì xảy ra đó. Cho nên ở đây chúng tôi mong rằng thì đúng ra thì cái này phải để một vị chức sắc lớn cao nói, nhưng hôm nay trong bài giảng này chúng tôi nói đây là về cá nhân thôi chứ không phải là thay mặt tổ chức nào cả, đây là cá nhân chúng tôi nói. Nếu mà ai á, vị nào á mà nghe thì nghe, mà không nghe thì thôi cũng không sao, chúng tôi cũng không bắt buộc là vị phải nghe, phải thay đổi cái gì cả, chúng tôi không có quyền gì để bắt buộc. Đấy, các vị cũng hoan hỉ cho. À, tiếp tục ở trong văn kinh, Đức Phật nói là nếu có người cần dùng thân hình của phụ nữ làm quan của trưởng giả, vua chúa cùng tể quan, bà la môn, cư sĩ hay thân nữ bất kỳ mới có thể độ được, thì Bồ Tát Quán Âm liền hiện các thân kia vì họ mà nói pháp. À, ở đây chúng ta thấy là ở trên thì hiện thân tỷ khiêu, thân của tỷ khiêu ni, thân của yêu cư sĩ yêu bà tắc và thân của yêu cư sĩ yêu bà di. Như ở đây Đức Phật lại thì tiếp tục nói rằng á, ngài chưa dừng lại ở đó đâu. Quán Thế Âm Bồ Tát thì ngài nếu thấy người cần dùng thân hình của người phụ nữ, người phụ nữ làm con của gì, của trưởng giả, tức là con của một gia đình giàu có, danh gia vọng tộc. Trưởng giả tức là ông chỉ cho cái người ngày xưa là những người giàu có, danh gia vọng tộc. Bây giờ mình nói nôm na gì là những tầng lớp thượng lưu, các vị đại gia chẳng hạn đó, là con gái của các vị đó, rồi gì là con gái của gì, của vua chúa, là con gái của vua chúa. Vua là gì, là chỉ cho người đứng đầu đất nước ngày xưa. Bây giờ ví dụ như con gái của tổng thống, con gái của tổng bí thư, con gái của chủ tịch nước, con gái của thủ tướng chính phủ, vân vân chẳng hạn đó, theo tùy theo chế độ của mỗi quốc gia. Nếu cần gì, thì hiện làm thân con gái của các vị đó, thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng gì liền thì hiện là con gái của các vị đó. Chúa là gì? Chúa tức là chỉ cho những vua, chúng ta hay xem là vua chúa. À, ở thời Việt Nam chúng ta có cái thời gì, vua Lê chúa Trịnh đúng không? À, vua Lê chúa Trịnh, chúa dưới vua có một chút xíu thôi phân chia quyền lực. À, thời nào vua mà yếu á thì mới có gì, mới có cái chế độ chúa như là ở thời gì, thời vua Lê chúa Trịnh ở miền Bắc đằng ngoài chúng ta vậy. Rồi cùng tể quan, tể quan, tể quan hôm qua tôi nói rồi, tể quan đây là con của gì, con gái của tể tướng.
Rồi Bà La Môn, Bà La Môn đây chỉ trong một gì tôn giáo ở Ấn Độ là tôn giáo Bà La Môn, họ vẫn lấy vợ và sinh con, sống cuộc sống ở tại gia bình thường. Bình thường tuổi trẻ thì họ lấy vợ sinh con, làm công việc xã hội bình thường, nhưng về già thường là họ gì hay đi ẩn cư và tu tập. Nếu như vị nào muốn gì muốn tu đạo giải thoát theo cái tôn giáo Bà La Môn này. Đấy, cho nên ở đây nói là Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu người cần dùng là con gái Bà La Môn á, thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng thể hiện sinh vào làm gì, làm con gái của Bà La Môn. Rồi á, con gái của gì, của cư sĩ, thì con gái của các vị cư sĩ, tức là các vị gì, cư sĩ Bà Tắc với Bà Di, làm con gái để độ cho gì, để độ cho cha mẹ, để độ cho người thân. Đó. Có cái chuyện đó không? Có. Hoặc là gì? Làm con gái này hay làm thân nữ gì, bất kỳ, tức là làm thân nữ của, sinh vào bất kỳ của gia đình nào, để có thể độ cho được gia đình đó, thì Bồ Tát Quán Thế Âm đều có thể thể hiện sinh trong ở gia đình, ở trong gia đình đó, làm người con gái ở trong gia đình đó. Ở đây tôi có mấy chục đệ tử là ni, biết đâu rằng là có vị là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, tôi chả biết được. Nhưng cũng có vị gia đình trước đây này báng phá Tam Bảo, bất tín Phật pháp, thậm chí còn chê bai, còn bài xích nữa. Nhưng khi cô con gái thì nó được học Phật, nó lên dự khóa tu, được học Phật và gì? Rồi một thời gian ngấm tương dưa mắm muối gì? Cơm chay của nhà chùa. Cho nên nó nhất quyết là gì? Nó đòi xin xuất gia. Lúc đầu là làm găng lắm, không cho gì? Không cho, nó trốn đi. Trốn 5 lần 7 lượt đi bắt mãi gì? Bắt về thì nó lại trốn, bắt về nó trốn, chán không bắt nữa thì thôi bỏ mặc cho nó đi. Nhưng mà lúc đầu thì bỏ mặc cho nó đi, nhưng dần dần á, 2-3 năm sau thì dần dần nó cứ lui tới dần dần, do nhớ con, thương con quá. Chúng ta biết làm cha làm mẹ có ai bỏ được con đâu, ít lắm, trừ những trường hợp đặc biệt, những cái gọi là lòng lang dạ thú mới có thể, người cha người mẹ mới có thể bỏ được đứa con của mình. Còn đại đa số thì không có người cha người mẹ nào là bỏ con cái của mình đâu, có thể chỉ có con cái bỏ cha mẹ thôi, chứ mà cha mẹ thì rất ít khi bỏ. Khi mà nó sinh ra rồi, nuôi dưỡng được nó lớn lớn lên rồi ấy, thì rất ít cha mẹ có thể bỏ được. Cho dù là biết có khi có đứa con nó hư đó, nhưng cha mẹ rất khó để gì, để dứt ruột để bỏ được. Cho nên ở đây chúng tôi đang nói đấy, có những vị có thể chưa phải là hóa thân của Quán Thế Bồ Tát, hoặc không phải Quán Thế Bồ Tát, nhưng các vị do xuất gia được vài năm, tu tập được một chút gì, ngộ được một chút giáo lý của Đức Phật, tu tập được một chút công đức rồi, đem công đức đó để hồi hướng cho gì, cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên, nhiều đời nhiều kiếp gì, cầu Phật Bồ Tát khai tâm gì, khai sáng cho trí tuệ cho gì, cha mẹ, cho người thân. Và cho đến bây giờ thì khá nhiều cái trường hợp ngày xưa cha mẹ thì cấm đoán, thậm chí là còn báng phá Tam Bảo, hủy nhục gì tăng ni trong chùa nữa, nhưng bây giờ lại nhất tâm tín mộ Phật pháp, tin sâu nhân quả, tụng kinh Địa Tạng ấy, học giáo lý của Phật Đà, nghe giảng kinh Địa Tạng hết ngày này qua ngày khác, nghe giảng hết 102 bài giảng lần thứ nhất rồi lại nghe thì 70 mấy bài giảng lần thứ hai, nghe hết 70 mấy bài giảng lần thứ hai rồi chưa nghe thấy gì, có bài giảng tiếp là gì, lại nghe lại giảng tiếp, lại lần thứ hai, cứ tuần tự nghe giảng đi giảng lại như thế. Đó là gì? Đó là tin sâu nhân quả, tín hộ Phật pháp, tụng kinh Địa Tạng, thậm chí là ăn chay niệm Phật nữa, thờ Phật ở tại nhà nữa. Chúng ta thấy không? Đó, Quán Thế Âm Bồ Tát nói gì, người cần dùng thân nữ bất kỳ thì ngài gì liền thể hiện là thân nữ bất kỳ để giáo hóa, chỉ cần độ cho một người thôi, Quán Thế Âm Bồ Tát cũng sẵn sàng là thể hiện ra cái tấm thân nữ bất kỳ đó để độ. Các vị xem cái bộ phim Quán Âm Bán Cá chứ? Đó. Phật tử các vị có thể về search trên mạng để xem cái bộ phim Quán Âm Bán Cá, hoặc là đi có khá nhiều những bộ phim nói về gì? Cái tích Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì là thân nữ để giáo hóa, để độ cho gì, cho một số người đặc biệt nào đó có duyên với ngài, được ngài gì, được ngài thể hiện để hóa độ cho. Cho nên ở đây
một số các đệ tử của tôi là nữ là có thể chưa phải là gì, hoặc không phải là hóa thân Quán Thế Bồ Tát, nhưng dù sao ít ra ít nhất các vị đó đã gì, đã độ được cho người thân của mình từ chỗ bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, thậm chí là hủy nhục tăng ni. Vì sao ạ? Vì con đùng nhiên đùng cái nó đòi đi tu, cho nên thì cho nên nghĩ là ông sư trụ trì và các sư trong chùa thì mê hoặc, dùng bùa dùng chú để gì, để mê hoặc con gái người ta, cho nên người ta dùng rất nhiều những cái lời lẽ để sỉ nhục Phật pháp, để sỉ nhục gì tăng ni ở trong chùa Khai Nguyên này. Nhưng bây giờ sau khi chiến đấu với cái ý chí và nguyện lực của đứa con gái của mình thua, một thời gian sau là gì, lại tiếp tục bị con gái nhà mình gì, đứa con gái của mình khi đó bây giờ nó trở thành gì, một vị sư rồi gì, lại về để khuất phục cha mẹ, bỏ cái nhìn sai lệch về về nhà Phật đi, bỏ cái nhìn sai lệch về cái hành nguyện xuất gia của con đi, và bỏ cái tà kiến, cái lòng thù hận đối với gì, với sư phụ của con đi, với các sư trong chùa đi. Hãy nghe pháp, hãy học Phật, tâm lượng của gì, của cha mẹ sẽ gì, sẽ được mở mang ra, trí tuệ của cha mẹ sẽ được gì, sẽ được mở mang ra, sẽ điều hiểu, sẽ được hiểu biết thế nào là gì, là hạnh nguyện của Đức Phật, thế nào là hạnh nguyện của gì, của người thầy của chúng con. Cho nên á, nghe theo con gái, con trai của mình, đặc biệt là gì, con gái của mình, đầu tiên có thể thử đi nghe xem ông ấy giảng cái gì, ông ấy nói cái gì mà đứa con gái nhà mình, thậm chí gì, học trung cấp, học cao đẳng, học đại học xong rồi ra bố mẹ chuẩn bị xin việc sẵn cho rồi mà không đi làm, mà nó lại đòi đi tu. Nghe rồi gì, dần dần mưa dầm thấm lâu, các cụ nói rồi, mưa dầm thấm lâu, hiểu rồi mới biết à, ra thế. Hóa ra giáo lý của Đức Phật là dạy con người ta gì, hướng tới cái gì, cái chỗ chân thiện mỹ, dạy cho con người ta từ chỗ gì mê lầm chấp trước, hướng tới gì, tới chỗ giải thoát giác ngộ như thế. Vậy mà trước nay gì, mình cứ nhìn là Phật giáo như là một cái gì đó nó xa rời với cuộc sống, mang đầy cái gì, cái tính là gì, thuần bí, rồi á, thậm chí là gì, khoác lên cho gì, cho Phật giáo một cái gì, cái tấm áo gọi là mê tín dị đoan nữa. Vì á, ngày bé thì gì, chúng ta thấy thì mấy người thường nghe cái bài hát là gì? Chuyện tình Lan và Điệp, lúc nào cũng văng vẳng ở gì, ở nhà bên cạnh hoặc ngay trong nhà mình thôi, sáng chiều tối lúc nào cũng gì, cũng nghe cái bài hát gì, tôi kể người nghe chuyện Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ, hai đứa thường mộng mơ. Cho đến gì? Cho đến ca đoạn ca vọng cổ, Điệp ơi Lan lỡ làng rồi, vân vân gì đó. Cho đến gì? Đừng cắt đứt dây chuông, đừng lẫn lùng khép cổng. Đó. Và nghĩ rằng những người đi tu á, toàn là những gì? Những kẻ thất tình lục dục. Nương náu nơi cửa Phật để chôn vùi tuổi thanh xuân, quên đi tháng ngày để ẩn nơi cửa Phật để chờ đến gì, chờ đến ngày chết. Cho nên họ nhìn những vị tu sĩ với cái ánh mắt là rất là gì, coi thường. Chúng ta biết cách đây hình như 2-3 năm, cái tác giả viết cái bài hát Lan và Điệp đó, trước khi chết ông rất khổ, ông bị cái căn bệnh ung thư phá hỏng hết gì lục phủ ngũ tạng của ông ấy, và trước khi chết ông ấy rên la, ông ấy đau đớn vô cùng. Ông ấy chết gì trong cái chết khủng khiếp như vậy, vì sao? Vì ông viết lên một cái bài hát đó, nó làm gì, rất rất nhiều người nghĩ sai lệch về gì, với giáo lý của Đức Phật, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam. Cho nên chúng ta thấy này,
đọc cái nhân quả. Chúng ta thấy gì? Gieo nhân nào, Phật dạy gieo nhân nào thì phải thụ quả ấy. Đừng có tưởng rằng á, quả nó chưa chín mùi là không có đâu. Hôm nay chúng ta gieo nhân ác, quả báo xấu chưa đến, khổ đau chưa gõ cửa. Không phải là gì? Nó không đến. Không phải là gì? Nó sẽ không gõ cửa. Nó sẽ đến, nó sẽ gõ cửa. Nhưng vào một lúc nào đó, hoặc gần, hoặc vừa vừa, hoặc xa hơn một chút mà thôi. Nhưng tôi khẳng định với các quý vị rằng chắc chắn nó sẽ gì? Sẽ đến gõ cửa. Vì Phật đã nói ở trong kinh nhân quả là gì? Trồng đậu thì được đậu, trồng dưa thì được dưa, rắc xuống gì? Thừa ruộng của mình những hạt cỏ dại thì chắc chắn đám cỏ dại sẽ mọc gì? Ngập lên tới gì? Tới mặt chúng ta vậy. Cho nên ở đây chúng tôi gì? Mới nói rằng là Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài có thể thể hiện ra các thân như vậy để gì? Để độ chúng sinh. Nhưng chúng ta cũng có thể gì? Có thể chúng ta không phải là Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà chúng ta gì? Ai dám khẳng định là từ vô thủy kiếp chúng ta chưa phải là người tu, chưa phải là người hành Bồ Tát Hạo, chưa phải là người hành Bồ Tát Đạo. Cho nên nay chúng ta sinh ra được thân người, chúng ta được gặp Phật Pháp, chúng ta tu tập được, và chúng ta gì? Giáo hóa, khuyên bảo cho gì? Cho người khác, người thân và bạn bè của chúng ta gì? Biết tín Phật, biết học Phật và biết tu theo Phật đó, thì đó chúng ta cũng chính là gì? Chính là Bồ Tát đấy. Bồ Tát Quán Thế Âm thì là Đại Bồ Tát, còn chúng ta có thể gọi là Tiểu Bồ Tát đấy. Thôi cứ tự động viên cho mình một chút như vậy đi, để mình gì? Mình tinh tiến đi. Giống như ở ngoài đời thì họ làm nhiều việc tốt thì được nhiều việc tốt, thì sẽ được các tổ chức gì? Đảng, nhà nước thì trao gì ạ? Huân huy chương, trao tặng giấy khen rồi bằng khen. Rồi các tổ chức doanh nghiệp chúng ta làm tốt thì cũng có trao tặng gì? Giấy khen và gì? Và tiền thưởng, động viên mà. Thế thì chúng ta cũng gì? Là Phật tử, tăng ni Phật tử, chúng ta cũng có thể làm được nhiều việc thiện. Phật Bồ Tát thì chưa gật đầu thì chúng ta có gì thì cũng có thể gì? Khen thưởng lẫn nhau, để tán dương khen ngợi lẫn nhau, để động viên nhau gì làm việc thiện cho gì cho tốt hơn. Đó. Rồi nữa, ở trong kinh Phật nói là nếu có người cần dùng thân đồng nam đồng nữ mới có thể độ được, thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân đồng nam đồng nữ vì họ mà nói pháp. Thân đồng nam đồng nữ là gì? Tức là thân của người gì? Của người nam giới ở trong cái độ tuổi gì? Độ tuổi gọi là thiếu niên hoặc thanh niên. Nam thì chưa lấy vợ hoặc không lấy vợ thì đó gọi là gì? Thân đồng nam. Nữ thì chưa lấy chồng hoặc không lấy chồng thì đó gọi là thân đồng gì? Đồng nữ. Người đó phát hiện gì? Phát nguyện là gì? Suốt đời sống gì? Đồng chân nhập đạo. Có thể là gì? Phát nguyện gì? Ở trong gì? Làm vị sa môn, xuất gia thì từ bé, không lập gia đình, không khởi và không gì, không sống trong dục vọng, cho dù chỉ là một lần, gọi là phát nguyện gì, sống đồng chân nhập đạo, tu hành cho đến ngày thành Phật, không dính vào cái chuyện gì ái tình, tình ái của thế gian đó, vân vân. Đó gọi là gì? Người cần dùng cái gì thân đồng nam đồng nữ như thế để độ chúng sinh á, thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng gì sẽ dùng cái hóa cái gì, dùng thần lực để hóa thân thành thân đồng nam đồng nữ để vì những chúng sinh đó mà gì mà thuyết pháp cho nó nghe. Cho nên trong kinh Pháp Hoa cũng có những vị thánh tăng A La Hán, có những vị Bồ Tát phát nguyện với Đức Phật là gì? Bạch Đức Thế Tôn, con phát nguyện đời đời sinh ra sẽ gì, sẽ phát nguyện đồng chân nhập đạo. Tức là phát nguyện gì? Đời đời sinh ra không bao giờ lập gia đình mà đều gì? Đều xuất gia tu đạo, hoặc là ở tại gia nhưng không lập gia đình, để làm một vị đại cư sĩ, sống một cuộc sống là gì? Là thanh tịnh tuyệt đối, để làm gì? Là mô phạm cho chúng sinh ở đời noi theo.
Đó, đấy thì cái này thì khó lắm các quý vị. Nhưng mà chúng ta thấy các vị Bồ Tát, các ngài cũng thể hiện ra, đặc biệt Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài cũng thể hiện ra nếu chúng sinh cần thì ngài thể hiện để gia hóa độ sinh. Rồi nữa trong kinh nói là nếu có người cần dùng thân trời rồng dạ xoa, thần Càn Thát Bà, thần Atula, thần Ca Lâu La, thần Khẩn Na La, thần Ma Hầu La Già, thần nhân, thần phi nhân mới có thể độ được, thì Bồ Tát Quan Âm liền hiện ra các thân kia vì đó mà nói pháp. Trời, thân trời tức là gì ạ? Thân chúng chư thiên ở trên cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Rồng tức là thân của các gì? Các loài rồng ở ngoài biển cả hoặc ở dưới sông sâu. Thần thân dạ xoa, thân thần Càn Thát Bà, Atula, Ca Lao La, Khẩn Na La, Ma Hầu La, Già Nhân, Phi Nhân Đẳng đó. Đây gọi là thần gì? Thần bát bộ. Các vị thần ở trong gì? Ở trong tám bộ chúng, gọi là tám bộ quỷ thần. À, ví dụ như là dạ xoa, Càn Thát Bà, Atula thì gọi là các vị thần gì? Các vị thần dạ xoa thì gọi là quỷ dạ xoa đấy. Quỷ dạ xoa. À, loài quỷ này thì mắt mũi thật là hung dữ hung tợn, tâm cũng thường là gì? Quỷ này thì do trong tâm á, thường là ác nhiều, cho nên á, mắt mũi thể hiện ra gì? Cái thân hình là rất là ghê sợ. Quỷ dạ xoa đó. Nhưng mà cái quỷ này, quỷ tử mẫu của dạ xoa này sau này cũng quy y Phật, khi Phật Thích Ca xuất hiện ở trên đời này á để gia hóa độ sinh á, thì quỷ chúa dạ xoa đã quy y Tam Bảo, quy y Phật, Pháp, Tăng và Thọ ngũ giới. Như sau này thì thành đệ tử gì tại gia của Đức Phật, cho nên ở đây cũng để cũng được đưa vào thì là thần dạ xoa. Càn Thát Bà tức là gì? Là thần âm nhạc. Thần này, loại thần này lại ở gì? Ở gần trên cõi trời Tứ Thiên Vương. Thần này này gọi thần âm nhạc, Càn Thát Bà là thần âm nhạc. Vì vị thần này, những vị thần này, đặc biệt là những vị thần nữ, cái tiếng nhạc của thần nữ này thì tuyệt vời rồi. Những người mà có giọng hát tốt, những người ca sĩ tốt ấy, thì thường thường là được gọi thần Càn Thát Bà của thế gian. Hoặc là gì? Hoặc là từ ở trên gì? Ở trên cõi thần Càn Thát Bà này sinh về cõi nhân gian chúng ta, cho nên mới có cái giọng gì? Cái giọng hát hay như thế. Đó. Atula là chỉ cho một loại gì? Loại thần cũng rất là hung dữ. Nam thì con trai rất xấu, nữ thì con gái gì? Rất đẹp. Có thần lực rất lớn. Họ cũng ở trên cõi hư không, gần nơi gì? Nơi cõi trời Tứ Thiên Vương. Đó, cõi thần Atula này thường hay đánh nhau với cõi trời Tứ Thiên Vương. Vì cõi trời Atula, cõi thần Atula, xin lỗi, cõi thần Atula con gái rất là đẹp. Còn cõi trời Tứ Thiên Vương á, mấy bố ở thiên tử, mấy bố thì chư thiên á, ở cõi trời Tứ Thiên Vương á, thì thường hay xuống để tán và bắt cóc gì con gái của Atula, vì con gái rất là đẹp, đẹp hơn cả chư tiên cõi trời Đao Lợi, thậm chí đẹp hơn cả chư tiên cõi trời gì Đâu Xuất nữa. Đấy. Mà lại giỏi, giỏi giang nết na thủy mị cầm kỳ thi họa, cái gì cũng biết. Hay. Cho nên là chúng chư thiên ở trên cõi trời Tứ Thiên Vương thường hay xuống tán tỉnh và bắt cướp gì con gái của cõi trời này về làm vợ, vì cõi trời đấy vẫn là cõi trời dục giới mà, có cái gì, cái dục nó tế nhị hơn, vi tế hơn gì cái dục vọng của cái sự giao thoa dục vọng nam nữ của gì, của người phàm trần của chúng ta này này thôi. Nhưng mà họ vẫn có gì, vẫn có dục vọng, chư thiên đó vẫn có dục vọng. Chư thiên cõi trời Tứ Thiên Vương nhân đến cõi trời Đao Lợi vẫn có dục vọng, nhân đến cõi trời gì, nhân đến cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên vẫn có gì, vẫn có dục vọng. Cho nên sáu cõi trời, từ cõi trời Tứ Thiên Vương cho đến cõi trời thứ sáu là cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên, mới gọi là cõi trời gì ạ? Mới gọi là dục giới thiên, tức là vẫn còn có gì ạ? Vẫn còn có dục tâm, dục thân. Đó, thân tâm vẫn còn có dục vọng, nhưng càng lên trên các cõi trời cao hơn thì dục gì, thân tâm gì, dục vọng càng ít đi. Nhưng mà vẫn gì, vẫn có. Cho nên á, chúng chư thiên á, thì xuống cướp con gái, còn á, Atula thì ở trên thì cõi trời Tứ Thiên Vương và cõi Đao Lợi thì có những loại rượu cõi trời thì rất là ngon. Các vị thần Atula Nam á, thì là rất thích uống rượu của cõi gì, cõi trời Tứ Thiên Vương. Cho nên á, bên thì gì? Đi đánh để cướp rượu, bên thì đi gì
đi đánh để cướp gái cho hai bên cũng thường xảy ra chiến tranh, giống như hai quốc gia láng giềng gần nhau mà không hòa hợp được với nhau á, thì thường thường là gì? Ở biên giới của nhau luôn luôn đề phòng nhau và luôn luôn gì lấn sang biên giới của nhau để oánh nhau, để cướp nhau vậy, để giết nhau vậy đó. Tất nhiên đây là những cái cuộc chiến tranh nhỏ thôi, còn cuộc chiến tranh tổng lực á, thì nó khác. Vậy giữa gì hai bên giáp danh giữa chúng chư thiên và các vị thần nữ Atula này đó, ở giáp danh biên giới á, thì thường hay gì hay có những cái trận chiến nhỏ nhỏ như vậy xảy ra. Từ trận chiến nhỏ đó cho thời Phật còn tại thế thì có một trận chiến lớn xảy ra, chúng chư thiên quái trời này xuống gì làm quá, cướp nhiều con gái của quái Atula quá, cho nên các vị thần Atula nam là gì đùng đùng nổi giận và gì điều binh khiển tướng và gì tiến đánh quái trời Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương này gì thất thủ cho nên phải chạy vào gì chạy vào tận ở trong trong Hỷ Kiến Thành của quái trời Đao Lợi để cầu cứu gì Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Và Ngọc Hoàng Thượng Đế phải dùng gì ạ, tắm rửa sạch sẽ lên chính điện ở tài diệu pháp đường của mình để nhất tâm tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, gọi là tụng kinh Bát Nhã đó, thì mới trên hư không bắt đầu rơi các loại vũ khí gươm đao giáo mác xuống, rồi mới chúng Atula mới thua phải bỏ chạy đó. Cho nên chúng ta thấy nhưng có những cái trận chiến khủng khiếp ở trên quái trời như thế, chứ không phải quái trời lên đó chưa phải yên đâu các quý vị. Chưa phải yên đâu à. Ở đây gọi là thần Atula, thần Ca Lâu La, thần Khẩn La La à. À, thần Ca Lâu La là gì? Ca Lâu La gọi là thần Kim Sủy Điểu. Khẩn La La, Ma Hầu La Già. Ma Hầu La Già là gì? Là chỉ cho thần rắn à. Ca Lâu La, Khẩn La La là chỉ cho cái loài thần gì? Thần thần chim, thần Ca Lâu La và Khẩn La La là chỉ cho một cái các loại thần chim. Ma Hầu La Già là chỉ cho thần rắn, nhân à, và phi nhân, thân của nhân và phi nhân. Nhân là người rồi, thân phi nhân. Phi nhân tức là giống như người mà chẳng phải người. Chúng ta thấy những cái ở trong những cái truyện tranh cũng như là phim hoạt hình ở bên văn hóa châu Âu, chúng ta thấy nhân và phi nhân nó thể hiện ở cái gì ạ? À, đầu thì là đầu người, nhưng mà mình thì là mình gì? Mình ngựa đó. Hoặc là có thể đầu là đầu chim, còn mình đầu thì là đầu chim, à xin lỗi, đầu thì là đầu người, còn mình thì là mình chim, gọi là đầu người mình thú. Hoặc à, đó à, đấy gọi là gì? Nhân và phi nhân, hay là gì, hay là phi nhân à, tức là gì? Giống như người mà chẳng phải người. Đấy, những người cần gì dùng cái thân thân như thế thì Quán Thế Bồ Tát cũng liền hiện cái gì cái thân như thế vì họ để mà gì mà nói pháp để hóa độ cho họ. Rồi Văn Kinh lại nói nếu có người cần dùng thân thần chấp kim cương mới có thể độ được thì Bồ Tát Quan Âm liền hiện thân thần chấp kim cương vì họ mà nói pháp. Thần chấp kim cương ở đây chính là thần của Bát Bộ Kim Cương. Của Bát Bộ Kim Cương, các vị thần gì? Các vị thần Bát Bộ Kim Cương ở đây gọi là thần chấp kim cương. Người cần dùng những cái các vị thần này có cái sức mạnh phi thường. Sức mạnh có thể gì rời non lấp biển à, có thần thông gì rất là lớn, cho nên ấy, những cái khi mà gần cần đến gì đến nói đến những cái vị thần để dẹp à, yêu ma quỷ mị ở trong nhân gian này thì thường gì thường hay dùng các vị thần này cầu thỉnh các vị thần này để đi dẹp gì dẹp yêu ma quỷ mị. Ví dụ như tôi những cái pháp hội, những pháp hội Trung Phong hay pháp hội Quan Âm hay pháp hội Địa Tạng chẳng hạn, mà cái trường hợp này không biết có vong nhập thật hay là một số những gì những người họ quen à, đi lễ những cái có chùa mà họ hay làm như thế, cho nên gì họ cứ linh tinh, cho nên là tôi muốn cho đạo tràng thanh tịnh cho phải gì thỉnh các vị thần Bát Bộ Kim Cương và Tứ Chấn Thiên Vương này về, cũng các vị Thiên Long Bát Bộ về gì để hộ đàn hội giới, hội trì pháp hội và hội trì đàn tràng, những cái thần phần ma quỷ đến mà cứ gì cứ nhập vào thân của các Phật tử hay là thân của người nhà để phán bảo linh tinh vân vân gì đó là gì đuổi ra khỏi pháp hội, và bên âm thì các ngài gì đuổi ra khỏi pháp hội, còn bên dương thì tôi cho bảo vệ gì đuổi ra khỏi gì nhà pháp hội, vì đạo tràng của chúng tôi là đạo tràng gì dành để tu,
chứ không phải là đạo tràng dành để kiếm tiền, không phải là đạo tràng để dùng để mê hoặc lòng người, để lừa đảo chúng sinh. Đạo Phật là gì? Là cái đạo giải thoát giác ngộ, chứ đâu có phải là đạo gì? Đạo kiếm tiền. Đâu có phải là cái đạo gì? Lừa gạt gì? Người đời. Chúng sinh nó mê, nó tìm đến cửa Phật rồi, chúng ta lại gán cho nó một cái mác gì? Mê nữa. Ở gần đây Hà Nội chúng ta có một cái ngôi chùa, có một ông sư, tôi gọi là ông sư, tôi không gọi là đại đức, vì đã gọi là đại đức thì chắc chắn không làm những cái việc mê lầm như thế. Gọi là ông sư nhưng không biết có phải là sư thật hay không. À, thôi cứ tạm gọi là ông sư, vì ông ấy cũng đầu chọc, cũng mặc áo gì, áo cà sa. Các vị thấy không? Mấy năm gần đây á, không biết ông cúng bái kiểu gì mà ông gì, ông gọi là núp cái bóng là cúng bái gì, cầu siêu cho thai nhi. Và không hiểu là thật giả đó làm sao, nhưng mà ông cứ để cho gì, ông tán dương khen ngợi, và ông gì, ông quay rất nhiều những clip mà gì, ông mời mấy ông thầy cúng về chùa để cúng cho cái gì, cái đám cầu siêu thai nhi đó, và gì la liệt là già trẻ có, già có trẻ có, là gì, bảo là cứ lăn lê bỏ càng ra và gì, khóc lóc thảm thương, mà xưng là gì, là vong thai nhi nhập vào, oán trách cha mẹ do gì, do phá nạo phá thai vân vân đó. Và vì đó quay đưa lên mạng và cho cái đó là cái chiến tích, cho cái đó là gì? Là cái việc làm của vị khiến cho mọi người là gì? Biết sợ cái nạn phá thai để đừng có phá thai nữa. Nhưng thực tế có phải vậy không? Đây tôi đặt ra một câu hỏi to đùng cho chúng ta suy nghĩ, có phải vậy không? Hay là như ở ngoài xã hội, hay là một cái gì ạ? Một cái quảng cáo, PR quảng cáo để đánh bóng mình. Ở trong chính pháp của Đức Phật không có cái chuyện mà gọi người ta đã mê như vậy rồi, mình phải làm sao đó để cho người ta gì? Người ta phải được thoát mê. Chúng sinh nó đang thích gì? Những cái nơi huyên náo, ồn ào, mê hoặc lòng người như vậy. Nay thì mình càng làm như vậy, họ càng gì? Họ lại càng tìm đến và cứ cùng nhau làm cái việc mê mẩn đó biết bao giờ, thì cho họ được hiểu đâu là chính pháp của Phật. Phương tiện vừa phải thôi chứ, thiếu gì cách làm phương tiện để cho họ vào đạo. Tôi ngày xưa hay mới làm pháp hội, có cái bác đệ tử gì? Nó suốt ngày nó cứ bảo nó nhìn thấy cái nọ cái kia, nhìn thấy thế giới tâm linh rồi, nó có năng lực để bắt ma trừ quỷ. Tôi khuyên 5-7 lần không được là gì? Tôi liền đuổi ra khỏi chùa ngay. Tôi đuổi ra khỏi chùa ngay, không chấp nhận. Cho nên Phật dạy chúng ta là sống phải hướng cho con người ta đến chỗ tỉnh thức, đến chỗ giác ngộ, chứ không phải là sống để hướng cho người ta đến cái chỗ mê lầm, để chúng ta thì lợi dụng cái việc đó để đánh bóng tên tuổi của mình, thậm chí là để kiếm tiền. Kiếm tiền để làm cái gì? Người xuất gia kiếm tiền để làm cái gì? Tiền cũng để xây chùa, cũng để ấn tống kinh sách, cũng để phục vụ cho nhân dân thôi mà. Phúc chúng ta đến đâu chúng ta hưởng đến đó, làm gì mà phải cố lao đầu vào những cái chỗ đó làm gì, để sau này khi mà nhắm mắt xuôi tay, Diêm Vương nó sành sạch nó đến là gì, nó lôi kéo chúng ta đi và nó bảo gì, mày sống cả đời chẳng làm gì được lợi cho Phật pháp, ngược lại mày gì, mày là đi sai với chính pháp của Phật, mê hoặc chúng sinh, lừa đảo gì dân chúng. Rồi nó xuống thì nó cho một trận gì như tử, thừa sống thiếu chết, lúc đấy thì thôi thì có van xin thì cũng chẳng ai cứu được nữa, có kêu Phật Phật chẳng cứu được nữa, vì còn sống. Phật dạy trong kinh nó có học đâu, nó có hành đâu, thì bây giờ lúc bây giờ kêu Phật Phật cũng chẳng gì, chẳng đến được. Thì Phật bây giờ sờ sờ ngay trước mặt nó, hàng ngày nó nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, nó lấy kinh Phật nó đọc mà nó còn chẳng gì, chẳng làm theo được lời Phật, tức là gì, Phật còn chẳng đến để độ họ được. Thì sau này chết vào trong gì?
A Tỳ Địa Ngục thì có kêu rời rời cũng chẳng gì, chẳng thưa, kêu Phật Phật cũng chẳng gì, cũng chẳng thưa. Làm gì có chuyện là Phật độ được nữa, làm gì có chuyện là thần thánh có thể cứu giúp được họ nữa. Cho nên là Phật tử chúng ta cũng phải tỉnh táo, tỉnh giác ở chỗ đó. Các cụ ngày xưa rồi chọn bạn, bảo rồi chọn bạn mà chơi, tìm thầy mà học. Đầy các bậc cao tăng thạc đức dạy chúng ta chính pháp, không tìm đến đó mà học, không tìm đến đó mà tu. Lại cứ thích gì, làm cái trò gì, ma quỷ, người trở ra người, quỷ trở ra quỷ, ma trở ra ma, Phật trở ra Phật, ma trở ra ma, như vậy đạo trở ra ra đạo, đời trở ra đời như thế. Sau này ở trong kinh Đức Phật nói sau này á, nói gì, nếu họ đọa ta cũng đọa theo. Giống như kinh Đức Phật nói gì, một kẻ mù dẫn theo gì, cả một gì, một lũ người mù gì lao xuống gì, xuống vực vậy đó. Cho nên ở đây thì chúng tôi nói thêm như vậy, coi hôm nay là chúng tôi nói gì, có thể là hơi quá một chút, nhưng mà nó là sự thật. Có thể một số những người nghe thấy thì họ không vui, nhưng mà thôi cũng tùy duyên. Vui hay không vui thì chúng ta cũng không nặng nề cái chuyện đó. Kể cả họ chửi mình, họ ghét mình đi chăng nữa thì cũng chẳng gì, chẳng làm sao cả. Về lên tòa pháp đôi khi chúng ta thì cũng phải dám nói ra những cái sự thật. Còn lúc nào chúng ta cũng lảng tránh thì không bao giờ chúng ta phơi bày ra được những cái xấu, những cái ác đang lẩn trốn ở trong gì, ở trong cửa tử bi, ở trong gì, núp trong bóng cà áo cà sa gì của đệ tử Phật môn vậy. Cho nên cũng phải nói để chúng ta biết được. Vì vậy mà cần dùng các vị thần, cần gì, dùng các vị thần chấp kim cương để độ chúng sinh. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm gì, chúng ta thấy Ngài cũng hiện ra gì, thân các vị thần chấp kim cương, tay cầm đao, tay cầm búa, tay cầm gươm, tay cầm giáo, tay cầm mác, với cái gì, ánh mắt thì nhìn là thật là đáng sợ. Thân thể thì khỏe mạnh lực lưỡng như các vị gì, đại lực sĩ ít thấy ở nhân gian này vậy. Mắt phượng mày ngài, chân tay thì rắn rỏi, thân thể thì lực lưỡng. Có vị như mặt đỏ môi thâm, dáng vẻ thì kỳ quái. Đó là gì? Đó là chính là các vị, thể hiện là tấm thân của các vị thần kim cương, các vị thần chấp kim cương, để mà gì, để mà hộ trì chính pháp, tiêu trừ, tiêu diệt gì, dẹp trừ, gọi là dẹp trừ những gì, ma quỷ, yêu tinh, vân vân đó. Nó có thể gì, làm hại gì, hại đến chính pháp của Đức Phật. Thì Quán Thế Âm Bồ Tát có thể thị hiện để mà tiêu trừ những cái đó. Rồi nữa, trong kinh Đức Phật nói này, ông vô tận ý Bồ Tát Quán Thế Âm thành tựu các công đức thật lớn lao như thế, chẳng thể nghĩ bàn được. Thường dùng các thân hình dạo đi khắp các nước, độ thoát cho chúng sinh số nhiều đến vô lượng. Bởi vì thế cho nên các ông phải dốc lòng cung kính và cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Bậc Đại Bồ Tát ấy hay đối với chúng sinh thường ở trong tai nạn, nguy cấp và sợ hãi, lại thường hay ban cho những điều không lo sợ. Bởi vì thế cho nên ở cõi Sa Bà này đều gọi Bồ Tát ấy là bậc thí vô úy. Đó. Trong kinh Đức Phật nói là Bồ Tát Quán Thế Âm thường ngài gì? Ngài thành tựu các công đức rồi, cho nên á, ngài thường là gì ạ? Nghĩ đến chúng sinh khổ đau, cho nên á, thường dùng các thân hình mà dạo đi gì ở khắp các nước, độ cho gì, các loại chúng sinh nhiều đến gì, vô lượng. Vô lượng tức là không thể tính đếm hết được, gọi là vô lượng. Bởi vì thế cho nên á, Đức Phật bảo gì, bảo với vô tận ý và bảo với tất cả chúng ta bây giờ là gì, phải cung kính, dốc lòng để mà gì, cung kính cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì sao? Vì bậc Đại Bồ Tát ấy, tức là gì, vì Bồ Tát Quán Thế Âm ngài đối với chúng sinh thường ở trong tai nạn, nguy cấp và sợ hãi, lại
thường hay ban cho những điều không lo sợ. À, những chúng sinh ở trong gì gặp lúc gặp tai nạn nguy cấp và sợ hãi, nhất tâm trì niệm danh hiệu Ngài như bữa trước chúng tôi giảng đó, thì gì, thì người đó thầy đều được gì, đều được thoát nạn và được gì, được an vui, được hạnh phúc. Cho nên ở người đời, tức là ở quái xá bà chúng ta này, đều gọi Bồ Tát Quán Thế Âm là bậc gì ạ? Bậc thí vô úy. Thí tức là bố thí, có nghĩa là ban cho, ban cho chúng sinh gì, cho chúng sinh vô úy, tức là gì, thì trong tiếng Việt chúng ta là không lo sợ. Thí vô úy tức là gì, là ban cho những điều gì không lo sợ, ban cho chúng sinh những điều không lo sợ. Cho nên chúng ta thấy một vị Bồ Tát mà làm được những cái việc như thế với nhân gian, với chúng sinh ở thế gian chúng ta này, thì đương nhiên là chúng sinh và thế gian chúng ta thì quy ngưỡng và cung kính tôn trọng Ngài thôi. Cho nên Đức Phật mới bảo chúng ta gì, phải đối với gì, với Ngài thì phải gì ạ, cung kính tôn trọng và cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm bằng cách là gì, rất nhiều cách để cúng dường. Chúng ta nghe theo lời Phật, lời Bồ Tát dạy để bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, đó cũng gọi là cúng dường Phật, cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, cúng dường Bồ Tát Địa Địa Tạng. Chúng ta tạo tôn tượng tranh ảnh của Bồ Tát, của Phật gì, cũng chính là gì, cũng chính là cung kính cúng dường Phật và Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng, vân vân. Hay nói tóm lại chỉ một câu thôi, chúng ta gì, tin sâu nhân quả, tu học đạo đức, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, đó là gì, cung kính cúng dường gì Phật và Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Địa Tạng vậy. Thôi hôm nay đã đi hết giờ thì chúng ta xin được nghỉ ở đây. Nam mô Hoàn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Các quý vị xem kinh văn trang số 35. Ở trong văn kinh, Đức Phật lại tiếp tục bảo với Bồ Tát Vô Tận Ý như thế này: nếu có người cần dùng thân của các tỷ khiêu, thân của Ưu Bà Tắc, thân của Ưu Bà Di mới có thể độ được, thì Bồ Tát Quán Âm liền hiện thân tỷ khiêu, thân của tỷ khiêu ni, thân của Ưu Bà Tắc, thân của Ưu Bà Di, dùng các thân như thế vì họ mà nói pháp. Ở đây chúng ta thấy rằng là Đức Phật bảo với Bồ Tát Vô Tận Ý rằng nếu ở thế gian có các thiện nam tín nữ muốn dùng thân tỷ khiêu và thân tỷ khiêu ni, thân của Ưu Bà Tắc và thân của Ưu Bà Di,
tức là bốn chúng ở đệ tử của Đức Phật, hai chúng trong này, hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Tỳ khiêu là chỉ cho những người nam giới xuất gia thọ đại giới, tức là thọ 250 giới đó, gọi là các tỳ khiêu. Tỳ khiêu ni tức là người xuất gia thọ đại giới, thọ 348 giới đó, đó gọi là tỳ khiêu ni. Ưu bà tắc tức là những Phật tử nam, những nam cư sĩ, những Phật tử nam đã quy y Tam Bảo, gọi là ưu bà tắc. Ưu bà di tức là những Phật tử nữ đã quy y Tam Bảo, đó gọi là ưu bà di. Đó chính là bốn chúng đệ tử của Đức Phật, hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Ở đây Đức Phật nói rằng nếu có chúng sinh nào cần hiện thân tỷ khiêu, thân của tỷ khiêu ni, thân của ưu bà tắc, thân của ưu bà di mới độ được, thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện các thân đấy vì họ mà nói pháp. Ở trong lịch sử Phật giáo, ở trong sách Cao Tăng Truyện hoặc là Tục Cao Tăng Truyện, chúng ta thấy có khá nhiều những vị cao tăng, những vị thiền sư, những vị đại sư được coi là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Ví dụ như Phật giáo cận đại của Trung Quốc, Ngài Hư Vân Đại Sư được coi là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân cũng được coi là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta thấy vì sao mà các ngài lại được coi là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát? Vì chính ở trong kinh này, Kim Khẩu Đức Bản Sư của chúng ta nói ra, người cần dùng thân của tỷ khiêu mới độ được vô lượng chúng sinh, vô số chúng sinh, thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện ra thân tỷ khiêu để độ cho vô lượng vô số chúng sinh. Ngài có thể trong cùng một thời điểm hiện ra rất nhiều thân hình khác nhau ở cùng một nơi chốn hoặc nhiều nơi chốn khác nhau để độ cho chúng sinh. Đây là cái thần lực của Bồ Tát Quán Thế Âm vậy. Hàng Bồ Tát sơ phát tâm nhấn đến thất địa Bồ Tát trở xuống, nhấn đến thập địa Bồ Tát trở xuống không thể làm được điều đó. Chỉ có hàng đại Bồ Tát đẳng giác, diệu giác, viên giác như là Quán Thế Âm mới có thể làm được điều đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy không chỉ hiện là thân tỷ khiêu, ở trong lịch sử Phật giáo chúng ta thấy Ngài cũng hiện là thân của tỷ khiêu ni, tức là những người nữ xuất gia thọ đại giới, làm bậc mô phạm cho ni chúng nương tựa. Ngài là bậc thầy mô phạm cho ni chúng nương tựa vào cái giới đức của Ngài á để tu tập. Vì chúng ta biết mà, nếu mà một vị tỷ khiêu á đến giáo giới cho bên ni chúng á, thì có những điều nó rất tế nhị, rất khó có thể làm được điều đó. Vì vậy mà Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài hiện làm thân tỷ khiêu ni ở trong đó để độ cho các vị tỷ khiêu ni, độ chắc cho các vị Thức Swamana và Sajini, cũng như là giới Phật tử nữ tại gia, vân vân. Có nghĩa là tùy căn cơ, tùy nhân duyên mà Ngài thể hiện ra các thân hình để hóa độ. Ở đây nói rằng cũng có lúc Ngài cần hiện là thân của cư sĩ Bà Tắc, tức là nam cư sĩ, thì Ngài cũng sẽ hiện là thân của nam cư sĩ để phổ độ chúng sinh. Hay như Địa Tạng Bồ Tát chẳng hạn, Ngài Lý Bình Nam là sư phụ của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hà Không, được coi là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thấy các ngài, các Bồ Tát, các ngài Đại Bồ Tát, các ngài vì cứu độ chúng sinh cho nên các ngài thường thể hiện rất nhiều các loại thân hình, các loại tướng mạo ở trong các điều kiện, hoàn cảnh, nhân duyên khác nhau để mà phổ độ chúng sinh. Thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng tương tự như vậy, mà đặc biệt là đây trong kinh Đức Phật nói cái điều đó. Rồi cũng có trường hợp cần hiện thân là của các vị cư sĩ Ưu Bà Di, tức là vị nữ giới quy Tam Bảo đó, mà điển hình là Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát.
Chúng ta thấy ở đây thì điển hình là Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây chính là một hóa thân của Đức Quán Thế Âm. Chúng ta thấy ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì Quán Thế Âm Bồ Tát tức là gì? Thân nam tử đại trượng phu tướng, đầy đủ tướng tốt và vẻ đẹp để trang nghiêm thân thể của mình. Nhưng mà Ngài thì hiện ra ở thế giới Sa Bà Quái Nam Thiện Bộ Châu chúng ta này để phổ độ chúng sinh. Ngài thị hiện ra một cái tấm thân mà được rất nhiều tăng ni, tín đồ Phật tử Phật giáo Bắc Tông hay còn gọi là Phật giáo Đại Thừa chúng ta, đặc biệt là Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Triều Tiên, Phật giáo Tây Tạng, những quốc gia đại đa số theo Phật giáo Bắc truyền này đều có gì? Có cái lòng tin thật là vững chắc vào Bồ Tát Quán Thế Âm. Đặc biệt là gì? Tin vào một cái tấm thân, một cái hóa thân, nói đúng hơn là tin vào một cái hóa thân của Ngài. Đó là gì? Chúng ta hay thấy là gì? Ngài hay mặc một cái xuất hiện với một bộ gì? Y phục màu trắng, thì hiện là thân một người gì? Một người nữ giới. Các vị xem bộ phim Tây Du Ký đó, thấy không? Chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân nữ giới, rất là tướng hảo, trang nghiêm, đẹp đẽ, hiền lành, đức độ, từ bi, trí tuệ, lại còn thần thông diệu dụng nữa, đó, vân vân. Vì sao Ngài lại phải thể hiện là một cái thân nữ như vậy? Vì ở đây trong kinh Đức Phật nói người cần hiện là thân gì? Yêu Bà Di thì Ngài hiện là thân gì? Cư sĩ Yêu Bà Di mà. Vậy Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là gì? Chữ Bạch có nghĩa là trắng, là màu trắng. Chữ Y có nghĩa là gì? Là áo. Chữ Y có nghĩa là áo. Bạch Y có nghĩa là gì? Mặc áo trắng. Mà mặc áo trắng ở đây có nghĩa là gì? Hiện thân cư sĩ. Những cư sĩ ở đây là cư sĩ gì? Cư sĩ nữ. Ở trong kinh Phật gọi là cư sĩ Yêu Bà Di. Cư sĩ Yêu Bà Di. Trong mấy năm gần đây, Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch có cái văn bản chỉ đạo ở trong cái ngành văn hóa của họ. Đó là gì? Cấm các chùa ở miền Bắc, đặc biệt là các chùa gì? Có di tích lịch sử văn hóa, không được mang tượng Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát vào gì? Vào thờ ở trong gì? Trong chùa. Không được đem vào để thờ ở trong khuôn viên của chùa. Tôi cũng hỏi một số những vị làm công tác quản lý ngành văn hóa từ cấp huyện trở lên. Có một vài vị cán bộ văn hóa dẫn chứng và nói rằng cái tượng Bạch Y Quán Thế Âm này là cái văn hóa tín ngưỡng của gì? Của Phật giáo miền Nam, chứ không phải là văn hóa tín ngưỡng của Phật giáo miền Bắc. Trước đây văn hóa tín ngưỡng của Phật giáo miền Bắc không có thờ cái bà này. Đấy, họ gọi là không có thờ cái bà này, tức là gì? Không thờ cái bà Bồ Tát Quán Thế Âm Bạch Y này ấy. Họ nói là cái bà này. Thế họ giải thích rằng đây đấy, đã có vị ấy còn giải thích là đây là gì? Là Phật giáo gì? Tiểu thừa. Phật giáo miền Bắc chúng ta là Phật giáo Đại Thừa, không thờ cái bà Bạch Y Quán Thế Âm này, mà Phật giáo Đại Thừa chỉ thờ gì? Thờ Phật A Di Đà, rồi Tây Phương Tam Thánh ở trong gì? Trong chùa thôi. Trên cao nhất là Tam Thế, rồi đến Tây Phương Tam Thánh, rồi đến Di Đà, rồi đến Thích Ca Tam Thánh, rồi đến Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào Bắc Đẩu và Tòa Cửu Long, rồi hai bên là Đức Ông Đức Thánh Hiền, rồi hai ngài hộ pháp, rồi có đi nữa thì Thập Điện Diêm Vương, vân vân. Cái văn hóa của Phật giáo Đại Thừa thì họ cho rằng trước đây chỉ có thờ như thế thôi, và mới chỉ có mấy chục năm gần đây thì Phật giáo Tiểu Thừa ở trong miền Nam đưa cái bà Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát ra ngoài miền Bắc này
đem vào gì làm hỏng hết cái cảnh quan, cái di tích của gì của Phật giáo miền Bắc. Họ giải thích như thế. Chúng ta thấy họ giải thích rất là ấu trĩ, rất là thiếu hiểu biết về gì, về kiến thức Phật học, mà lại đi đòi gì, đòi giảng về kiến thức Phật học cho gì, cho những người chuyên môn nghiên cứu về gì, về Phật học, thậm chí là gì, chuyên tu tập về giáo lý của gì, của đạo Phật. Chẳng khác gì một người khách đến gì, đến để thuyết trình gì, thuyết trình ngôi nhà, thuyết trình cái gì, chân tơ cái tóc trong ngôi nhà cho gì, cho ông chủ nhà đã từng sống gì 70-80 năm ở trong cái ngôi nhà của họ. Thật là tức cười. Chúng ta biết rằng ấy, tín ngưỡng Phật giáo nó cũng thay đổi theo từng điều kiện hoàn cảnh lịch sử của gì, của dân tộc, đất nước, quốc gia ấy. Và đồng thời nó cũng thay đổi cái hình thái gì tín ngưỡng, cũng như thờ phụng theo gì, theo từng cái triều đại lịch sử của quốc gia dân tộc ấy. Chúng ta không thể cứ chấp là gì, Phật giáo miền Bắc trước đây không có thờ Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát ngoài sân, cho nên bây giờ không cho vào. Và Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát là tín ngưỡng thờ của gì? Của miền Nam, chứ không phải là Phật giáo miền Bắc. Thế một lần tôi mới hỏi cái ông cán bộ văn hóa đó gì, theo bác, đất nước Việt Nam của chúng ta, Bắc Nam là một hay là hai? Ông ấy bảo là đương nhiên Bắc Nam là một rồi. Sau 30 tháng 4 năm 1975 thì đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng, thì Bắc Nam là một rồi. Thế tôi mới hỏi là vậy Bắc Nam là một thì những cái nét đẹp văn hóa truyền thống của gì, của Phật giáo miền Nam, miền Bắc có thể dùng được không? Và ngược lại, những nét đẹp văn hóa truyền thống của Phật giáo miền Bắc, miền Nam, miền Trung chúng ta có thể dùng được không? Đương nhiên là được. Ở ngoài đời á, từ những nét đẹp văn hóa của nhân dân gì, miền Nam, miền Bắc chúng ta cũng có thể học tập và dùng. Ngược lại, những nét đẹp văn hóa truyền thống của miền Bắc, miền Nam, miền Trung cũng có thể học tập và sử dụng được. Đều ở trong một gì? Một quốc gia này. Đều ở trong một gì? Một cái nền pháp luật này. Đều ở trong một cái nền tảng pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này. Là một người lãnh đạo, anh phải biết làm sao để cho gì? Người ta cố kết hòa hợp tôn giáo, người ta ở bên cạnh mình thì người ta gì, bảo vệ tổ quốc. Đằng này anh lại đi gì? Anh lại đi gì? Anh lại đi phân biệt để chia rẽ giữa đây là gì? Là văn hóa Phật giáo miền Nam không được đem thờ ở gì, ở các chùa chiền miền Bắc. Tôi thấy cái điều đó là không ổn. Chúng ta biết nếu mà như vậy, miền Nam cách đây mấy chục năm về trước, các vị đại lão hòa thượng ở miền Bắc đem truyền cái văn hóa tư tưởng Phật giáo miền Bắc vào trong miền Nam. Điển hình như là chùa gì? Chùa Vĩnh Nghiêm, rồi chùa Nam Thiên Nhất Trụ và một số chùa nữa do các bậc tôn túc trưởng lão miền Bắc truyền bá Phật pháp vào đó. Miền Nam họ bảo gì? Các hòa thượng, các thầy vào trong này gì? Phải theo đúng như văn hóa tín ngưỡng của Phật giáo miền Nam chúng tôi mới cho gì? Mới cho sinh hoạt. Có như vậy không? Chắc chắn không. Nếu mà các thầy ở trong miền Nam và những người gì? Những người cán bộ ở trong miền Nam họ làm như vậy á, thì bây giờ làm gì có chùa Vĩnh Nghiêm? Làm gì có chùa Nam Thiên Nhất Trụ? Chùa Nam Thiên Nhất Trụ trong đó gì? Hòa thượng xây cái chùa gì? Chùa Một Cột. Đem cái bản sắc, cái văn hóa của Phật giáo miền Bắc, đặc biệt là gì? Cái ngôi chùa Một Cột vào kiến trúc xây dựng cái chùa, chùa Nam Thiên Nhất Trụ. Tăng ni Phật tử trong miền Nam gì? Hoàn toàn ủng hộ. Cái biểu tượng cái chùa gì? Chùa Một Cột.
là cái biểu tượng của Phật giáo thủ đô Hà Nội, tức là biểu tượng của Phật giáo gì? Việt Nam của chúng ta. Nếu họ bảo là họ phân biệt, họ bảo là chùa một cột ở Hà Nội đem về Hà Nội mà xây dựng, miền Nam chúng tôi thì không chấp nhận, tăng ni Phật tử miền Nam không chấp nhận, chính quyền miền Nam không chấp nhận, thì đất nước của chúng ta sao đây? Cho nên ở đây thì đáng lẽ ra thì tôi không nói đâu, cái nó là nó liên quan tới vấn đề nhạy cảm một chút, nhưng mà nhìn một số những cái cán bộ làm công tác văn hóa có phải có thể nói thì họ thiếu hiểu biết, cho nên họ mới nói rằng họ phân biệt rằng thờ tục thờ Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát là gì, là văn hóa của Phật giáo miền Nam cho nên không cho đem ra miền Bắc. Cho nên tôi thấy cái câu nói như thế tôi mới gì, tôi mới hôm nay tôi mới phải nói thôi. Cái này các vị phải biết là cái nguồn gốc sâu sắc của nó, vì sao mà hơn chục năm trước Bộ Văn hóa ra cái văn bản là tạm thời không đem gì các tôn tượng Bạch Y Quán Thế Âm vào thờ các trong gì các di tích của Phật giáo, đặc biệt là khu vực phía Bắc. Ngày đó thì tôi mới xuất gia, đang đi học trung cấp, tôi được thị giả Cố Hòa Thượng Chùa Hương, cũng có gần gũi một số gì các lãnh đạo cấp cao của Đảng, của Nhà nước. Tôi cũng thị giả Hòa Thượng, Cố Hòa Thượng, và được biết gì vì lý do gì mà Bộ Văn hóa lúc bấy giờ lại có cái văn bản ấy. Lý do làm sao? Cái này nó rất tế nhị trong vấn đề gì tôn giáo và chính trị. Nhưng mà ở đây thì tôi cũng phải nói về việc nó đã qua rồi thì mình nói lại chẳng chết ai, chẳng hại ai. Đó gì? Đó là cái thời đó một số các tổ chức phản động, nó dùng cái đồng tiền, nó núp trên cái danh nghĩa gì cúng dường các chùa, họ cúng dường về gì hàng nghìn, hàng vài nghìn pho tượng Quán Thế Âm, rồi cúng tượng rồi lại còn gì cho tiền nữa để xây, để xây xây lầu Quán Âm. Mỗi chùa gì mà đăng ký mà được thì phải được 20 triệu hoặc triệu cho đến 30 triệu hoặc 50 triệu, tùy theo ngôi chùa nào thỉnh tượng lớn, làm đài Quán Âm, lầu Quán Âm lớn thì họ cho nhiều. Và sau này nhà nước chúng ta phát hiện ra gì, đứng đằng sau cái vấn đề cúng dường hàng mấy nghìn pho tượng từ nước ngoài về Việt Nam đó có vấn đề chính trị. Cho nên ấy, mới tạm thời là gì ra cái văn bản, thì chúng ta tế nhị không thể ra văn bản ấy được mà phải ra văn bản tế nhị như vậy. Nhưng cho đến bây giờ cái đó nó đã qua rồi, qua từ lâu, hàng chục năm nay, hơn chục năm nay rồi, vậy mà vẫn còn có những cái cán bộ thiếu hiểu biết, thiếu nghiên cứu, cho nên cho rằng cái văn hóa đó là văn hóa của gì? Tín ngưỡng Phật giáo miền Nam. Đó, cho nên cái này tôi nghĩ rằng tới đây Bộ Văn hóa phải có cái gì? Phải có cái chấn chỉnh lại để cho bà con tín đồ Phật tử họ yên tâm, họ tu tập và họ yên tâm, họ thờ kính gì? Thờ kính các vị Phật, các vị Bồ Tát ở trong tôn giáo của họ. Chúng ta thấy ở Đà Nẵng Cố Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng bác Nguyễn Bá Thanh ấy, và một số các doanh nghiệp cũng như nhân dân tín đồ Phật tử ấy, cho xây một tôn tượng ấy, Bồ Tát Quán Thế Âm gần 70 mét đứng sừng sững giữa ấy, giữa chùa Linh Ứng, giữa trước cửa chùa Linh Ứng nhìn ra Biển Đông. Đấy là tượng gì? Tượng Bạch Y Quán Thế Âm đấy. Chúng ta thấy Đà Nẵng ấy, trước đây thì gì? Rất là nghèo. Khi mới tách tỉnh từ Quảng Nam ra với Đà Nẵng rất là nghèo. Nhưng bằng cái sự tài tình, sự lãnh đạo tài tình, có tâm của gì? Của người đứng đầu, của người lãnh đạo đứng đầu. Người có cả trình độ, cả tâm huyết,
với dân tộc, với đất nước và với cả đạo pháp, lo cho cả gì? Cái tín ngưỡng của bà con nhân dân. Thế được nhân dân gì? Ủng hộ. Vừa rồi tôi đi, hồi cuối năm tôi đi vào trong đấy, tôi nghe mấy chú lái taxi chở chúng tôi đi trên đường, chú nói rằng khi mới tách tỉnh, nhân dân chúng con trong này nghèo lắm. Lúc đó bác Thanh, bác phải đứng lên để vận động nhân. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.